Vừa dứt lời, một thiếu nữ nhà họ Ngư vội vã chạy vào, báo. Gia chủ, thám tử gửi thư mật về. Ngư Thất Tình tiến lên một bước, mở thư mật ra xem. Đôi mắt không ngừng dao động, không nhịn được quay đầu nhìn lão tổ nhà họ Ngư, lão tổ, ông đúng là thần. Hơn ngàn tông môn thế lực như Chấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, Độn Thế Thần Tông, Thất Tình các cùng tổ thành liên minh diệt Diệp. Thái Dương Tông xong thật rồi, anh Diệp cũng. Dừng một chút, chết chắc rồi. Lão tổ nhà họ Ngư mỉm cười, bây giờ cô còn cảm thấy, ban đầu lão phu muốn nhà họ Ngư vạch rõ ranh giới với Diệp Bắc Minh là chuyện xấu không? Lão tổ nhìn xa trông rộng. Ngư Thất Tình mừng thầm kính phục gật đầu, nếu không phải lão tổ khi cần giải quyết thì dứt khoát, hôm nay với tình hình này. Một khi để người khác biết quan hệ giữa nhà họ Ngư và Diệp Bắc Minh, sợ rằng nhà họ Ngư cũng sẽ khó thoát kết cục bị diệt tộc. Ha ha ha! Lão tổ nhà họ Ngư cười lắc đầu, con đường của cô còn dài, xem nhiều, học nhiều. Tránh xa kẻ nguy hiểm, hành sự thận trọng cẩn thận, đây là thủ đoạn của nhà họ Ngư đứng trên mảnh đất Bát Diệt. Chỉ là Diệp Bắc Minh, thực sự đáng tiếc. Diệp Bắc Minh còn chưa biết chuyện các đại tông môn liên thủ với nhau. Sau khi anh rời khỏi rừng rậm tinh hồn, trực tiếp về đến Thái Dương Tông. Tiểu sư đệ về rồi. Tôi đã nói tiểu sư đệ không sao mà phải không, ấy. Nhược Giai cũng đến này. Mấy sư tỷ nhìn thấy Chu Nhược Giai, vô cùng vui mừng tiến lên. Đông Phương Xá Nguyệt xuất hiện, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh liền thở nhẹ nhõm. Diệp Bắc Minh tiến lên, anh tìm thấy tinh hồn thảo rồi, Nặc Nhi đâu? Đã uống đan dược của anh để lại, vừa ngủ rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước, anh đi thăm Nặc Nhi. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn mấy người Chu Nhược Giai, Vương Yên Nhi một cái. Mấy người gật đầu. Anh đi đến trước Diệp Nặc cùng với Đông Phương Xá Nguyệt và mấy sư tỷ. Diệp Bắc Minh lấy ra tinh hồn thảo, ép ra nước rồi đưa vào miệng Diệp Nặc. Sau đó, Diệp Bắc Minh lại niệm đọc mấy câu thần chú. Liền sau đó, bề ngoài cơ thể Diệp Nặc hiện lên phù văn, khẽ lay động mấy cái rồi mở mắt. Bố, bố đi đâu đấy? Con muốn ôm. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Anh và con gái vẫn chưa thân thiết mà lại muốn mình ôm ư. Không nghĩ nhiều, giang rộng hai tay ôm về phía con gái. Bỗng nhiên, một luồng khí kình vô cùng cường mạnh lướt qua trên cổ của Diệp Bắc Minh, phụt một tiếng máu tươi chảy ra. Cả người Diệp Bắc Minh bay ngược ra đập mạnh xuống đất. Tiểu sư đệ, Bắc Minh, mọi người đều rất kinh ngạc, mau chóng xông đến, Đông Phương Xá Nguyệt hơi tức giận trừng mắt nhìn Diệp Nặc. Nặc Nhi, con đang làm gì thế hả? Sao có thể ra tay với bố của con? Bố! Trong cổ họng của Diệp Nặc phát ra một giọng nói vô cùng khàn khàn, thần hồn của bản tọa đang ở yên ổn trong bản nguyên ma thể, qua một thời gian nữa tôi đã có thể hoàn toàn nuốt chửng thần hồn của cô bé này. Hoàn hoàn chiếm chữ cơ thể này, không ngờ các người lại có được tinh hồn thảo. Vọng tưởng muốn tìm về thần hồn đã tổn hại của nó. Chỉ tiếc là thần hồn của nó đã bị tôi nuốt chửng một phần. Các người không thể nào tìm về được đâu. Diệp Bắc Minh đứng lên với sắc mặt lạnh như băng, vị trí trên cổ xuất hiện một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương. Trong đôi mắt Diệp Nặc lóe lên vẻ ngạc nhiên, ấy. Đòn vừa nãy của bản tọa có 7 phần sức mạnh, cậu lại chưa chết. Không đúng, không có thứ gì chặn được sức mạnh của bản tọa. Xương Chí Tôn, trên cổ của mày lại có một chiếc xương Chí Tôn. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh đầy tức giận. Bất kể ông là thứ gì, cút ra khỏi cơ thể của con gái tôi. Bước ra một bước, trực tiếp đi về phía Diệp Nặc. Diệp Nặc dừng tại chỗ bất động, đợi khi Diệp Bắc Minh tấn công đến, liền hòa khóc một tiếng, hu hu hu, bố đừng đánh con, Nặc Nhi đã làm gì việc gì. Nặc Nhi, Diệp Bắc Minh lập tức thu tay lại. Liền sau đó, vẻ mặt của Nặc Nhi biến đổi, trên khuôn mặt ngây thơ xuất hiện vẻ hung dữ không hợp với cô bé, nhóc con. Không nhẫn tâm làm hại đến con gái của mày phải không? Vậy mày đi chết đi. Cơ thể nhỏ bé vút lên, giơ chân dẫm lên lồng ngực của Diệp Bắc Minh. Phập một tiếng bay ngược đi. Tiểu sư đệ, mấy vị sư tỷ kinh hãi kêu một tiếng, hai người đi về phía Diệp Bắc Minh. 7 người khác ra tay cùng lúc, tấn công về phía Diệp Nặc. Sau mười mấy hiệp, Diệp Nặc vừa bị bắt lại. Cô bé lập tức mở to đôi mắt long lanh. Hu hu hu, các gì làm gì vậy? Làm Nặc Nhi đau quá. Hu hu, tay của Nặc Nhi đau quá. Nặc Nhi, mấy sư tỷ mềm lòng.
Diệp Nặc tìm được cơ hội, đột nhiên bùng phát. Phập, phập, phập. Bảy sư tỷ phun ra ngụm máu tươi, bị đánh bay đi. Diệp Bắc Minh nhân cơ hội dùng ảnh thuấn, tóm lấy hai tay hai chân của Diệp Nặc, cút ra khỏi cơ thể của con gái tôi. Hu hu, bố ơi, bố làm con đau. Nặc Nhi đau quá. Bắc Minh, Đông Phương Xá Nguyệt đau lòng. Lần này, bất luận Diệp Nặc cầu xin thế nào, Diệp Bắc Minh vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng, không hề động lòng, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi cơ thể con gái tôi. Nếu không, tôi sẽ cho ông thần hồn tiêu tan. Tôi chỉ đếm đến ba, Diệp Nặc thấy cầu xin vô ích, lập tức cười, ha ha ha, bản tọa không tin người dám. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Thấy Diệp Bắc Minh bắt đầu đếm thật, sắc mặt của Diệp Nặc sầm xuống, mà có tin một ý nghĩa của bản tọa, thì có thể cho con gái mày thần hồn tiêu tan không? Diệp Bắc Minh tiếp tục nhả ra một chữ. Ha ha, tiếp tục đi. Số thứ ba vừa dứt, Diệp Bắc Minh giơ tay. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục xuất hiện trong lòng bàn tay, không hề do dự chém về phía đỉnh đầu của Diệp Nặc. Bắc Minh, đây là con gái của chúng ta, đừng, Đông Phương Xá Nguyệt kinh hãi. Tiểu sư đệ, đừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chín sư tỷ cùng biến sắc. Tao không tin mày dám. Diệp Nặc cất giọng khàn khàn. Diệp Bắc Minh vốn không có ý dừng lại, Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục còn gia tăng sức mạnh nghiền áp đến. Liền sau đó, cuối cùng Diệp Nặc cảm nhận được sát ý khủng bố của Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Nặc ớn lạnh, lông tóc trên người dựng đứng. Thần hồn trong cơ thể có một ảo giác, nếu còn không rời khỏi cơ thể của cô bé này, chắc chắn sẽ phải chết cùng cô bé này. Điên rồi, tên nhóc này điên rồi, lại dám giết cả con gái ruột của mình. Soạt, một thần hồn màu đen xông ra, trực tiếp rời khỏi cơ thể của Diệp Nặc, đụng vỡ bức tường chạy ra ngoài phòng. Diệp Bắc Minh trực tiếp thu tay lại, sát ý đáng sợ gần như dính sát lướt qua cơ thể của Diệp Nặc. Bảo vệ tốt con gái. Ném con gái cho Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh bước ra một bước đuổi theo thần hồn màu đen đó, Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục nghiền áp xuống. Gru. Một con huyết long xông ra hầm hầm đập lên thần hồn màu đen. Thần hồn màu đen kêu thảm một tiếng, lăn lộn muốn tháo chạy. Diệp Bắc Minh sử dụng ảnh thuấn xuất hiện ở phía trước. Tấn công ra một quyền. Phập. Thần hồn màu đen ngã xuống đất, Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trực tiếp giáng xuống, nó sợ đến liên tục cầu xin, đợi đã, đừng giết tôi. Tôi là chủ U Minh, biết rất nhiều bí mật của giới U Minh, cậu giết tôi, chắc chắn là tổn thất to lớn của cậu. Quả nhiên, Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục dừng lại. Chủ U Minh. Diệp Bắc Minh cau mày. Chín vị sư tỷ đi theo ra, nghe thấy cái tên chủ U Minh, vẻ mặt liền biến sắc, ông thực sự là chủ U Minh. Thần hồn màu đen hóa thành dáng vẻ một người đàn ông trung niên. Vô cùng hư yếu. Cơ thể trong suốt. Dường như chỉ một cơn gió thổi qua thì có thể tiêu tan như làn khói. Đúng thế. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh nhạt, ông là chủ U Minh, tại sao thần hồn lại ở trong cơ thể con gái tôi? Chủ U Minh cười khổ một tiếng, bản tọa bị đệ tử hãm hãi, thần hồn may mắn thoát chết. Vốn dĩ thoi thóp hơi hàn ở giới U Minh, định tìm cơ hội sống lại trả thù. Ông trời đã cho tôi một cơ hội, cuối cùng đợi được bản nguyên ma thể này ra đời. Hôm đó bản nguyên ma thể ra đời, trời đất xảy ra hiện tượng lạ, bản tọa nhân cơ hội tiến vào trong cơ thể cô bé, muốn nuốt chửng thần hồn của cô bé, cướp lấy cơ thể này. Đông Phương Xá Nguyệt nghe thấy lời này, đồng tử co lại, ông đáng chết. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh cũng băng lạnh, thần hồn của con gái tôi mà ông cũng dám nuốt chửng, ông đúng là đáng chết. Anh giơ kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, đang định giết chủ U Minh. Đợi đã. Chủ U Minh sợ hết kêu lớn, tôi không nuốt chửng thần hồn của con gái cậu, thần hồn của cô bé vẫn còn yên ổn. Hơn nữa tôi biết tung tích của bố mẹ cậu, nếu cậu giết tôi, cả đời đừng hòng biết tung tích của bố mẹ cậu. Ông cũng xứng. Ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người, chủ U Minh lại biết tin tức của bố mẹ mình. Từ sau khi bố mẹ chủ động rời đi, anh cũng không nghe đến tin tức của hai người. Nói, rốt cuộc là thế nào? Chủ U Minh giải thích, cậu muốn tôi nói chuyện nào? Diệp Bắc Minh lên tiếng, nói thần hồn của con gái tôi trước đi. Chủ U Minh vội gật đầu, thần hồn của con gái cậu đang ngủ say ở sâu trong thức hải, lúc tôi tiến vào cơ thể của cô bé, đúng là muốn nuốt chửng thần hồn của cô bé.
nhưng thần hồn của cô bé quá cường mạnh, tôi không thể nuốt chửng nổi. Ngược lại tôi còn suýt bị thần hồn của cô bé nuốt chửng, nếu không phải lúc cuối cùng thần hồn của con gái cậu bỗng rơi vào giấc ngủ say, có lẽ tôi thực sự thua rồi. Diệp Bắc Minh cau mày, không thể nào, con gái tôi mới một tuổi, thần hồn làm sao có thể cường mạnh hơn ông. Chủ U Minh trầm mặc, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, nếu trong cơ thể của con gái cậu là thần hồn luân hồi thì sao? Ông nói cái gì? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Chín vị sư tỷ và Đông Phương Xá Nguyệt cũng quay sang nhìn nhau. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến ảo bất định, tiểu tháp, con gái tôi là người luân hồi ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một lát, lát sau mới nhả ra một câu, cậu nhóc, trên người con gái cậu đúng là có một tầng khí tức thần bí. Trước đây bản tháp vẫn luôn không nhắc đến chuyện này, bản tháp thực sự không nhìn thấu được cô bé. Cái gì, ngay cả ông mà cũng không nhìn thấu. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, tại sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, trên người cô bé có một thứ, có thể che đi tất cả. Thứ hai, cô bé thực sự là người luân hồi, hơn nữa thực lực rất cường mạnh, mạnh đến mức cậu khó có thể tưởng tượng. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người. Hít sâu một hơi mới chấp nhận sự thực này. Cho dù con gái thực sự là người luân hồi, thì cũng là con gái của mình. Chắc chắn một điều này là đủ. Vấn đề thứ hai, ông từng gặp bố mẹ tôi ư, Diệp Bắc Minh nheo mắt, tiếng rồng gầm trong kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vang lên không dứt. Nếu có một câu giả dối, tôi bảo đảm lập tức cho ông thần hồn tiêu tan. Chủ U Minh ngẩng đầu, tôi không chắc chắn hai vợ chồng đó là bố mẹ của cậu, nhưng có một người phụ nữ trong đó trông vô cùng giống cậu. Người đàn ông đó không phải là loài người, trong cơ thể ông ta có huyết mạch ma hoàng. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ sáng lên, tiểu sư đệ và chủ mẫu đúng là trông vô cùng giống nhau. Đúng thế, bố của tiểu sư đệ cũng có huyết mạch thần hoàng. Mấy sư tỷ gật đầu theo. Diệp Bắc Minh cau mày, ông từng gặp bố mẹ tôi. Họ đang ở đâu, chủ U Minh trả lời, lúc đó thần hồn của tôi trốn trong một tế đàn hấp thụ năng lượng trời đất, bố mẹ của cậu hình như đang tìm thứ gì đó. Lúc đó đi qua tế đàn, dừng lại hồi lâu, tôi mới nhớ kỹ bọn họ. Đúng rồi, nhìn bọn họ có vẻ như bị người ta uy hiếp. Diệp Bắc Minh nheo mắt, ông nói cái gì? Chủ U Minh gật đầu khẳng định, có một thanh niên dẫn theo một đám người, hình như ra lệnh cho bố mẹ của cậu tìm thứ gì đó. Cụ thể là thứ gì, tôi cũng không biết. Nếu không tin, cậu tự xem đi, vừa dứt lời, thần hồn của chủ U Minh dao động. Ông ta tái hiện lại hình ảnh trong ký ức. Hình ảnh tái hiện hơi tối, có thể nhìn ra là một tế đàn nằm sâu trong thung lũng thần bí. Có mái nhà ông lão, mười mấy người đàn ông trung niên theo phía sau một thanh niên. Đám người phía trước nhất. Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam khập khiễng bước đi, tinh thần còn có chút yếu đuối. Bố, mẹ. Diệp Bắc Minh hơi kích động. Trong hình ảnh, Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam phát hiện ra tế đàn rồi lập tức tiến lên kiểm tra một lượt, không có thu hoạch gì. Thanh niên phía sau có chút mất kiên nhẫn, khóe miệng giật giật. Vì là hình ảnh tái hiện, nên không có âm thanh. Nhưng Diệp Bắc Minh có thể nhìn ra qua khẩu hình, thanh niên đó nói, còn không tìm được thứ đó, các người sẽ chết rất khó coi. Rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ bố mẹ đã tìm thấy thứ đó chưa? Họ có được an toàn không? Lúc này, Diệp Bắc Minh lo lắng chưa từng có. Chín vị sư tỷ cũng đọc hiểu khẩu hình, tiến lên an ủi. Tiểu sư đệ, chủ mẫu và chủ nhân cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì đâu. Đúng thế, chủ mẫu và chủ nhân bao nhiêu năm nay đã gặp biết bao nguy hiểm. Chẳng phải vẫn hóa nguy thành an đấy sao? Chắc xác không sao đâu. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong lúc anh đang buồn bực, một bóng hình hoảng hốt xông vào, thục quỳ xuống đất, chủ nhân, xảy ra. Chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh lo lắng cho an nguy của bố mẹ. Cho nên đôi mắt đầy tia máu. Tiêu Vô Tướng ngẩn người, vội vàng nói, ở cửa có rất nhiều người đến, vô cùng đông người. Họ tự xưng là liên minh diệt Diệp, nói gì mà tông chủ cậu vô nhân đạo, giết người vô tội bừa bãi, sát hại vô số. Hơn ngàn tông môn liên thiệp lại, muốn diệt Thái Dương tông chúng ta. Còn nói gì mà thiên hạ đệ nhất sát tông chỉ là hư danh, muốn chúng ta thành thiên hạ đệ nhất diệt tông. Ông ta nuốt nước miếng bổ sung một câu, chủ nhân, cậu mau đi đi. Cô Chu và cô Vương đang ở cổng, sợ là không ngăn được nhiều người như vậy. Cái gì?
vẻ mặt chín sư tỷ biến sắc. Diệp Bắc Minh vốn đang tức đến tận đỉnh đâu, trong lúc sát tâm sôi sục lại còn có người dẫn xác đến. Trực tiếp đi về phía cổng của tông môn. Lúc này, bên ngoài cổng Thái Dương Tông. Người đông nghìn nghịt, lá cờ của các tông môn bay phấp phới. Dưới mặt đất, trên không trung khắp nơi đều là người, hơn ngàn tông môn tập trung bên ngoài Thái Dương Tông. Ngoại trừ những tông môn này, còn có rất nhiều tông môn hạng 2 hạng 3 đến xem kịch vui. Dưới sự kiện hoàng chánh, chỉ thấy nhấp nhô đầu người. Hàng triệu người la liệt chen chúc nhau như con kiến. Vãi, đông người thế. Thái Dương Tông đã chọc giận tất cả rồi. Hôm nay Thái Dương Tông coi như xong đời rồi, cho dù 10 thần hoàng lần trước lại xuất hiện cũng không bảo vệ được Thái Dương Tông. Còn chẳng phải Diệp Tông chủ đó sát tâm quá nặng, chú sát hơn 100 gia tộc đã khiến trời giận người oán sao. He he, Thái Dương Tông khôi phục chưa đến một tháng đã bị hủy diệt hoàn toàn sao? Tôi thấy còn chẳng bằng đừng khôi phục, ít nhất mọi người còn nhớ đến tông môn này, lần này sợ rằng thực sự hủy diệt thật rồi. Những người đến góp vui nhỏ tiếng bàn tán. Trong đám đông, Long Khuynh Vũ đi cùng người của Độn Thế Thần Tông, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ lo lắng. Cô ta gia nhập Độn Thế Thần Tông trong hội thần giáng tuyển chọn, được biết chuyện của Diệp Bắc Minh, lập tức chạy đến hiện trường. Cậu Diệp, cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hôm nay tình hình này, cậu đưa người mau chạy đi, Long Khuynh Vũ nghĩ thầm trong lòng. Đột nhiên, một người phụ nữ của Lục Đạo Thần Tông bước ra khỏi đám đông, đứng trên không trung tức giận quát, Chu Nhược Giai, cô thật to gan, là người của hạ giới, thần cung Lục Đạo không chê cô xuất thân thấp kém, nhận cô vào tông môn. Cô lại còn dám phản bội Lục Đạo Thần Tông, lập tức quỳ xuống cho tôi. Tự phế cảnh giới. Dập đầu một vả cái về hướng liệt tổ liệt tông thần cung Lục Đạo. Cho đến khi liệt tổ liệt tông của thần cung Lục Đạo hiển linh, tha thứ cho phản đồ nhà cô mới thôi. Nếu không, cô quỳ ở đây đến chết cho tôi. Nhìn thấy người phụ nữ, đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, cúi đầu, sư phụ, xin lỗi. Còn không quỳ xuống. Người phụ nữ thét dài một tiếng, giống như đánh đòn cảnh cáo. Cơ thể Chu Nhược Giai run lên, sắp quỳ xuống. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, bắt người phụ nữ của tôi quỳ. Bà cũng xứng hả? Một bóng người xông ra, đứng bên cạnh ôm lấy Chu Nhược Giai. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, Chu Nhược Giai dường như đã có chỗ dựa. Ý định quỳ xuống liền biến mất. Diệp Bắc Minh, người phụ nữ trung niên sầm đôi mắt, Phương Bình cô tôi dạy bảo đệ tử, liên quan gì đến cậu? Chu Nhược Giai, cô còn ngây ra đó làm gì, còn không quỳ xuống. Diệp Bắc Minh cười, bảo vệ Chu Nhược Giai phía sau, tôi là chủ của Thái Dương Tông, Chu Nhược Giai là vợ của tôi. Cũng là phu nhân tông chủ của Thái Dương Tông, bảo phủ nhân tông chủ của Thái Dương Tông quỳ ư. Bà thật to gan, tôi thấy bà nên quỳ trước đi. Dứt lời, Diệp Bắc Minh lại trước tiếp bước ra một bước. Khoảnh khắc rời khỏi trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông, rất nhiều thần niệm khóa chặt anh. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn đấy. Lập tức xuất hiện trước người Vương Bình cô. Giơ tay ép về phía bà ta. Đầu tiên Vương Bình cô ngẩn người, sau đó bỗng nổi giận, cậu nhóc, cảnh giới thần hư nhỏ bé cũng dám ra tay với tôi. Muốn chết hả? Giơ tay, một luồng sát ý băng lạnh cuốn về phía Diệp Bắc Minh. Phập! Diệp Bắc Minh giáng một chưởng xuống, tất cả đòn tấn công đều tan rã. Một chưởng này giống như Thái Sơn đè xuống, đập mạnh lên bả vai Vương Bình cô. Phụt! Vương Bình cô phun ra ngụm máu tươi, cơ thể không chịu kiểm soát quỳ xuống dưới đất. Súc sinh, cậu dám đối xử với tôi như vậy? Vương Bình cô ngẩng đầu với đôi mắt đỏ bừng, tôi là trưởng lão của thần cung Lục Đạo, còn là sư phụ của Chu Nhược Giai. Cậu đối xử với tôi như vậy, không sợ bị trời đánh hả? Còn dám sủa hả, dập đầu. Diệp Bắc Minh lướt nhìn bà ta một cái, năm ngón tay ép xuống. Đầu của Vương Bình cô đập xuống đất. Phát ra tiếng phập bức bối. Lại đang dập đầu thật. Diệp Bắc Minh, cậu sẽ không được chết tử tế đâu. Vương Bình cô xấu hổ tức giận muốn chết, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai, cô nhìn sư phụ của mình bị người khác ức hiếp, chẳng lẽ không có chút phản ứng nào sao? Cô phản bội tông môn, đó là bất trung. Cô ức hiếp sư diệt tổ, đó là bất hiếu. Loại bất trung bất hiếu như cô. Chu Nhược Giai hơi khó xử. Đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, ồn ào. Giơ chân giẫm lên đầu của Vương Bình cô,
khiến miệng bà ta lún xuống sâu dưới đất. Không thốt ra được một câu. A, à, Vương Bình cô điên cuồng gào thét, lại không thể nói được. Miệng chỉ có thể phát ra tiếng ư ư ư, vô cùng ấm ức. Bỗng nhiên, một giọng nói băng lạnh vang lên, Diệp Bắc Minh, thả sư phụ của tôi ra, nếu không tôi giết cô ta. Một thanh niên bắt theo một cô gái xuất hiện. Vương Thiên Thần, Chu Nhược Giai mặt đầy tức giận, anh đang làm gì hả? Mau thả Đình Đình ra. Lúc này, Mạc Đình Đình bị bắt cóc. Một thanh trường kiếm kề lên cổ cô ta. Ban đầu Mạc Đình Đình cùng cô gia nhập thần cung lục đạo. Không nghĩ bây giờ bị Vương Thiên Thần lôi ra làm con tin. Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt lạnh như băng, thả Đình Đình ra, tôi thả sư phụ của anh. Vương Thiên Thần đang định đồng ý, Vương Bình cô cực kỳ dữ tợn gào thét một tiếng, Thiên Thần, con dám thả người, sư phụ không có đổ đệ như con. Sư phụ, nếu không thả người, sư phụ sẽ gặp nguy hiểm. Vương Thiên Thần lo lắng. Vương Bình cô lại cười đắc ý, rõ ràng tên nhóc này rất quan tâm cô gái đó, con thả cô ta, vi sư mới gặp nguy hiểm. Cô ta ở trong tay con, vi sư sẽ an toàn hơn. Nói xong, Vương Bình cô khó khăn ngẩng đầu, tôi nói đúng không? Diệp Tông Chủ, Thiên Thần, đồ nhi tốt của ta, bây giờ vi sư đếm đến ba. Nếu Diệp Tông Chủ này không thả vi sư, con đừng do dự, lập tức giết con tiện nhân mà con bắt. Vương Thiên Thần đỏ bừng mắt gật đầu, vâng, sư phụ. Một, Vương Bình cô vừa đếm một số. Thả người. Diệp Bắc Minh trực tiếp buông tay, dứt khoát nhanh chóng. Soạt, Vương Bình cô được tự do nhanh chóng lùi lại phía sau, về đến bên cạnh Vương Thiên Thần. Liền sau đó, bà ta nở nụ cười của kẻ chiến thắng, ha ha ha. Diệp Tông Chủ, xem ra con bé này rất quan trọng với cậu. Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi, thế nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, bà muốn chơi gì? Giọng của Vương Bình cô trở nên cực kỳ âm hiểm. Trò chơi này rất đơn giản, tôi muốn Diệp Tông Chủ quỳ xuống dập đầu ba cái với tôi là được. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, nếu tôi nói không thì sao? Không. Vương Bình cô cười âm hiểm, Diệp Tông Chủ chắc rất quan tâm Mạc Đình Đình này phải không? Lật cổ tay. Trong tay Vương Bình cô có thêm một con dao âm màu xanh. Một luồng khí tức có tính ăn mòn ập đến, kịch độc. Con dao găm này được làm từ răng độc của một con vua chuột. Bị nó rạch một đao thì cả khuôn mặt sẽ nát. Tôi vẫn chưa thử nó có tác dụng hay không, không biết con dao này rạch xuống. Vương Bình cô giơ con dao găm, lướt nhẹ trên khuôn mặt Mạc Đình Đình. Mạc Đình Đình sợ đến cơ thể run lên, hết sức gật đầu, anh Diệp. Đừng, Đình Đình vốn là thị nữ của anh, cái mạng hèn mọn. Cô im miệng. Vương Bình cô quay đầu tát Mạc Đình Đình một cái, cô còn dám nhiều lời, tôi cắt cái mũi của cô trước. Quay đầu, nhìn sang vị trí của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu có quỷ không? Liền sau đó, Vương Bình cô ngẩn người, cậu ta đâu? Diệp Bắc Minh lại biến mất tại chỗ. Sư phụ, bên trái, Vương Thiên Thần run lập cập, chỉ vào bên trái của Vương Bình cô. Vương Bình cô quay đầu theo bản năng, nhìn sang bên trái. Trái tim co thắt lại. Diệp Bắc Minh không biết chỉ còn cách bà ta chưa đến 2 mét từ lúc nào. Đôi mắt đó nhìn mình giống như tử thần. Lúc này, Vương Bình cô chỉ cảm thấy một cảm giác khó thở ập đến, dường như bị người ta bóp cổ. Cúi đầu nhìn, nắm ngón tay của Diệp Bắc Minh không biết từ lúc nào lại tóm cổ của bà ta thật. Cậu muốn làm gì? Đồng tử của Vương Bình cô co lại, cơ thể không nhịn được run lên. Giọng nói lạnh lùng vang lên, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Xem mặt bà là sư phụ của Nhược Giai, tôi đã cho bà cơ hội. Tiếc là bà không nắm bắt. Sức mạnh của năm ngón tay bùng phát. Từ phần cổ trở lên của Vương Bình cô hóa thành một màn xương máu tại chỗ. Cơ thể trực tiếp ngã xuống. Mất sinh cơ. Sư phụ. Vương Thiên Thần sợ đến hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất. Diệp Bắc Minh nghiền áp một quyền đến, Vương Thiên Thần hóa thành xương máu. Mày dám. Sức mặt của đám người thần cung lục đạo trở nên dữ tợn, đang định lên tiếng. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời, giết vào trong đám đông thần cung lục đạo. Trong tích tắc, tiếng kêu thảm vang lên dồn dập. Mười mấy hơi thở ngắn ngủi, mấy trăm người của thần cung lục đạo vốn không hề có sức phản kháng đều bỏ mạng. Việc này, suýt, toàn bộ võ giả có mặt trố mắt,
không nhịn được hít khí lạnh. Tanh máu, quá tanh máu. Mọi người nằm mơ cũng không ngờ, Diệp Bắc Minh lại tiêu diệt tất cả người của thần cung lục đạo trước mặt hơn ngàn tông môn. Trong lúc mọi người còn thộn mặt, anh quay người ôm lấy bên hông Mạc Đình Đình, trở lại cổng của Thái Dương Tông, còn ai muốn nộp mạng không? Chỉ cần các người muốn chết, bản tông chủ bảo đảm đáp ứng các người. Dù sao, Thái Dương Tông tôi là thiên đạ đệ nhất sát tông. Cả hiện trường tĩnh lặng. Bỗng nhiên, bốp bốp bốp, một tràng pháo tay vang lên, thiên đạ đệ nhất sát tông. Diệp tông chủ thật khí phách. Nếu Thái Dương Tông là thiên đạ đệ nhất sát tông, thì thiên sát môn tôi là gì? Thiên sát môn. Ba chữ này vừa dứt, hơn một nửa trong số võ giả của hơn ngàn tông môn xung quanh cùng lùi lại mười mấy bước. Ba chữ thiên sát môn dường như có ma lực. Mấy triệu người mở to con mắt nhìn chằm chằm thanh niên vừa lên tiếng. Dường như ngừng hít thở và tim ngừng đập. Rất nhiều ông lão đều nhảy ra, trừng to con mắt, thiên sát môn. Tông môn tàn sát trong truyền thuyết thực sự tồn tại sao? Làm sao có thể? Có thanh niên hỏi, thiên sát môn này rất nổi tiếng hả? Một vài lão quái vật đều gật đầu, đâu chỉ là nổi tiếng, mà đúng là khủng bố. Người nào cũng tỏ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Thiên sát môn cực kỳ tín ngưỡng đạo tàn sát, nghe nói ngoại trừ trời và đất không thể giết, thì sẽ giết hết những vật có thể giết trên đời. Nhưng họ đã biến mất hơn mấy triệu năm, sao bỗng nhiên xuất hiện rồi? Có thanh niên không tin, quá khoa trương rồi đấy, giết hết mọi thứ có thể giết trên thế gian ngoại trừ trời đất. Ông lão vừa nói nheo mắt, cậu nghĩ một người bình thường có thể gia nhập thiên sát môn sao? Điều kiện đầu tiên để gia nhập thiên sát môn, giết chết bố mẹ của mình. Suýt, các võ giả xung qua đều hít khí lạnh. Giết bố mẹ của mình. Có thể làm được đến mức này đúng là kẻ độc ác. Lúc này, nhiệt độ bên ngoài Thái Dương Tông dường như hạ thấp mấy phần. Diệp Bắc Minh nhìn thanh niên của thiên sát môn, trong lòng hơi ngạc nhiên, tiểu tháp, sát khí cường mạnh quá. Kẻ này là kẻ có sát khí nặng nhất trong tất cả võ giả tôi từng gặp, thậm chí còn không phân được cao thấp với sát khí trên người tôi. Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, cậu nhóc, sát khí trên người hắn nặng không có nghĩa hắn đã giết nhiều người. Mà là sát tâm của hắn rất nặng, nặng hơn vô số lần so với sát tâm của cậu. Diệp Bắc Minh ngẩn người, sát tâm nặng nề. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, đúng thế, thiên sát môn có thể giết tất cả mọi thứ có thể giết trên thế gian, ngay cả bố mẹ của mình cũng giết, cậu có thể làm được không? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đừng nói bố mẹ, ngay cả giết bạn bè, tôi cũng không làm được. Vậy thì đúng rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, đã như vậy, đạo tàn sát của cậu chỉ là giết nhiều người. Tổ chức thiên sát môn giống như giáo điều mà họ tín ngưỡng, giết hết những gì có thể giết trên thế gian. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng phải là giết người vô tội bừa bãi sao? Đợi đã, tiểu tháp, sao ông hiểu thiên sát môn này như vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trầm mặc một lát. Có người hạ thiên sát lệnh, truy tìm tung tích của bản tháp. Thiên sát lệnh. Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, những người bị thiên sát lệnh treo thưởng chắc chắc sẽ bị tìm được. Có điều, từ khi thiên sát môn thành lập đến nay, những trường hợp này không quá 10 người. Vừa hay bản tháp là một trong số đó. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Có thể khiến tiểu tháp coi trọng như vậy, xem ra thiên sát môn này không đơn giản. Diệp Bắc Minh đang nói chuyện với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nên không phản ứng gì. Người thanh niên của thiên sát môn còn nghĩ Diệp Bắc Minh bị dọa sợ bởi ba chữ thiên sát môn. Suy nghĩ kỹ lại cũng phải, không có ai nghe thấy ba chữ thiên sát môn mà không sợ hãi. Không ai hết. Nhóc con, mày nhớ kỹ. Giọng của thanh niên thiên sát môn không hề dao động. Thứ nhất, Thái Dương Tông có thể là thiên hạ đệ nhị sát tông, đệ tam sát tông. Chỉ cần không phải đệ nhất. Thiên sát môn chúng tôi cũng không có ý kiến. Duy nhất không thể là đệ nhất. Thứ hai, tất cả người của Thái Dương Tông tự phế võ công, tự chặt một cánh tay. Thứ ba, tông chủ Thái Dương Tông tuyên bố Thái Dương Tông không phải là thiên hạ đệ nhất tông, tự sát tạ tội. Chỉ cần mày làm được ba điều này, tao sẽ quay người đi ngay, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, giết. Diệp Bắc Minh cười, tao cầu được giết đấy. Được. Tao đáp ứng cho mày. Thanh niên của thiên sát môn gật đầu. Trong tích tắc, cả bầu trời bỗng biến sắc, một luồng khí tàn sát như con dao bùng phát.
Xoẹt. Khí tàn sát gần như áp sát cổ họng của Diệp Bắc Minh, lóe lên rồi vụt tắt, nếu không phải anh phản ứng nhanh tránh được đòn này, thì chắc chắn sẽ bị một đao lướt cổ họng. Diệp Bắc Minh hơi kinh ngạc, tốc độ nhanh quá. Thanh niên của Thiên Sát Môn càng kinh ngạc hơn, tuy hắn chỉ là cảnh giới thần tôn. Nhưng có hơn 5 thần hoàng chết dưới tay hắn. Một đòn không trúng, lập tức tránh xa. Bất luận thân thủ của Diệp Bắc Minh thế nào, đây cũng xác suất cao nhất của đòn đầu tiên trong giáo điều của Thiên Sát Môn. Xác suất lần thứ hai giảm giá lớn, còn có khả năng sẽ nộp mạng. Cho nên, thanh niên của Thiên Sát Môn không hề do dự quay người định rời đi. Diệp Bắc Minh đoán ra suy nghĩ của hắn, ha ha, muốn đi hả? Mày cảm thấy có thể không? Thanh niên Thiên Sát Môn cười ngạo mạn, tao muốn đi, không ai có thể ngăn được tao. Liền sau đó, xoạt, 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 thanh niên Thiên Sát Môn dậm chân, lại bỗng hóa thành mười mấy bóng người giống nhau lần lượt bỏ chạy về mười mấy hướng. Chỉ là trò vặt. Diệp Bắc Minh lắc đầu, bước ra một bước. Khi một bóng người trong đó dẫm chân xuống. Phập, cơ thể của thanh niên Thiên Sát Môn đập xuống đất như sao băng. Bản thể bị đánh trúng, mười mấy phân thân còn lại lập tức tan biến. Mày có thể phát hiện ra tao? Làm sao có thể? Cuối cùng trên mặt thanh niên Thiên Sát Môn lóe lên tia chấn kinh. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói đi, rốt cuộc Thiên Sát Môn có nguồn gốc thế nào? Thanh niên Thiên Sát Môn cười quỷ dị, Diệp Bắc Minh, tao chỉ là kẻ giết người cấp thấp nhất trong Thiên Sát Môn. Mày dám tự xưng thiên hạ đệ nhất sát tông, thì đã chắc chắn phải diệt vọng. Tao ở dưới đợi mày. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh như cảm nhận được điều gì, nhanh chóng lùi lại. Lập tức về đến trong trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, trước mắt dâng lên một đám mây nấm khủng bố, thanh niên Thiên Sát Môn lại tự hủy. Bên ngoài Thái Dương Tông, ít nhất có mấy vạn võ giả bỏ mạng tại chỗ. Thái Dương Tông đã bị Thiên Sát Môn nhằm vào, mau đi thôi. Nơi này không thể ở lại, đừng để bị Thiên Sát Môn ghi thù. Mau rút đi. Rút. Hơn ngàn tông môn như nhìn thấy ma, dưới tác dụng của ba chữ Thiên Sát Môn, liên minh diệt Diệp lập tức tan rã. Diệp Bắc Minh ngẩn người, cau chặt mày. Thiên Sát Môn này, hình như còn khủng bố hơn anh tưởng tượng. Cùng lúc đó ở một phân đà của Thiên Sát Môn, một bóng người từ bóng tối đến, để lại một mảnh giấy rồi quay người rời đi. Một bóng người khác ngồi trước bàn gỗ đơn sơ mở mảnh giấy ra xem. Bên trên có một số thứ tự, phía dưới vẽ chữ X lớn. Kẻ giết người số 16 chết rồi. Phía dưới còn có một cái tên khác, Diệp Bắc Minh, tông chủ Thái Dương Tông. Thiên hạ đệ nhất sát tông. Ha ha. Bóng người không hề để ý, cầm bút phán quan vẽ một chữ X khác lên trên Diệp Bắc Minh và Thái Dương Tông. Ném mảnh giấy đi. Bóng người thứ ba trong bóng tối tiến lên, nhận lấy mảnh giấy rồi quay người đi. Lúc này, bóng người thứ tư xuất hiện, lại ném một mảnh giấy qua. Bóng người ngồi trước bàn gỗ mở mảnh giấy ra xem, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, con cháu hoa tộc thượng cổ đã trở lại phải không? Bóng người cau mày, đã là thế lực thứ ba hỏi như vậy rồi, chẳng lẽ con cháu hoa tộc thượng cổ trở lại thật ư? Trầm ngâm một lát, ném mảnh giấy đi, số 17, điều tra. Vâng. Một tiếng lanh lảnh vang lên trong bóng tối, cầm mảnh giấy, biến mất. Hơn ngàn tông môn lập tức rút về, toàn cảnh vô cùng hùng tráng. Anh giết liền một lúc hơn triệu người cũng không thể trấn áp được những tông môn này, còn Thiên Sát Môn chỉ dùng ba chữ đã dọa sợ hơn trăm tông môn rút lui. Thiên Sát Môn thực sự khủng bố đến thế không? Diệp Bắc Minh giữ thái độ hoài nghi. Khủng bố, đâu chỉ là khủng bố. Phía sau vang lên giọng của Tiêu Vô Tướng. Diệp Bắc Minh quay đầu, ồ, chẳng lẽ thực lực của Thiên Sát Môn còn cường mạnh hơn ngàn tông môn? Tiêu Vô Tướng giải thích, chủ nhân, thế lực của Thiên Sát Môn cường mạnh thế nào, thuộc hạ không biết. Nhưng sự khủng bố của Thiên Sát Môn chắc chắn không thể tưởng tượng, đã từng có một tông môn thế lực tương đương với thần cung lục đạo bị thiên lệnh sát truy nã. Trong vòng 7 ngày, các lãnh đạo cấp cao của tông môn này liên tiếp bị ám sát. Ngay cả Thái Thượng trưởng lão cảnh giới thần hoàng cũng chết ở nơi ông ta bế quan. Còn nữa, quốc chủ của một thần quốc từng chế nhạo Thiên Sát Môn, trong một tháng thần quốc đó bị hủy diệt hoàn toàn. Những việc tương tự như vậy có rất nhiều. Vương Yên Nhi tỏ vẻ mặt kỳ lạ, tại sao đều là những thế lực chủ động chọc vào Thiên Sát Môn bị diệt?
Tiêu Vô Tướng đang định trả lời, do dự một lúc nhìn sang Diệp Bắc Minh, chắc chủ nhân biết tại sao chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, vì các võ giả khác sau khi bị Thiên Sát Môn giết, không thể truyền tin đi. Chủ nhân thông minh, Tiêu Vô Tướng khen một câu. Diệp Bắc Minh hỏi, theo ông biết, Thiên Sát Môn từng giết võ giả cảnh giới cao nhất là gì? Tiêu Vô Tướng suy nghĩ một lát, tổ cảnh. Tổ cảnh. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm trọng ba phần, tiểu tháp, lúc tôi ở Thái Dương Tông có thể bảo vệ tông môn không cần phải lo. Một khi tôi có việc ra ngoài, thì Thiên Sát Môn này đúng là một sự uy hiếp. Thái Dương Tông cần một tốp đệ tử, nhưng tình hình hiện nay sợ rằng không ai dám gia nhập Thái Dương Tông. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, cậu nhóc, cậu quên tiểu đội sát thần của cậu rồi à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên, tiểu đội sát thần. Đúng thế. Ban đầu anh thành lập tiểu đội sát thần, tất cả giao cho Vạn Lăng Phong toàn quyền xử lý. Vì kẻ địch mà anh phải đối diện có cảnh giới quá cao, tiểu đội sát thần vẫn luôn chưa được dùng đến. Kết quả chỉ mai phục, thăm dò tin tức, không chừng tiểu đội sát thần có hiệu quả. Cùng là sát thủ, đi con đường tàn sát. Diệp Bắc Minh không nghĩ chủ tàn kém hơn Thiên Sát Môn. Không biết Vạn Lăng Phong bồi dưỡng họ thế nào rồi. Tiểu tháp, có thể tìm được tung tích của Vạn Lăng Phong không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm ngâm một lát, mới từ từ nói, ông ta ở thế giới Tam Thiên. Xem ra phải đến thế giới Tam Thiên một chuyến. Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh nhìn sang Vương Yên Nhi và Tiêu Vô Tướng, nếu tôi muốn rời khỏi thần giới, đến thế giới cấp thấp hơn thì có cách gì không? Vương Yên Nhi và Tiêu Vô Tướng quay sang nhìn nhau. Cậu Diệp, chẳng lẽ cậu muốn về huyền giới lánh nạn ư? Chủ nhân muốn về huyền giới sao? Tiêu Vô Tướng hơi thất vọng. Hai người đều nghĩ Diệp Bắc Minh kiêng sợ Thiên Sát Môn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không phải huyền giới, tôi có chút chuyện phải xử lý nên phải về một chuyến. Tiêu Vô Tướng hiểu ra, các thần tông đều có năng lực mở truyền tống trận đến hạ giới, nhưng chủ nhân, cậu đã đắc tội với quá nhiều tông môn. Chắc chắn họ không muốn cho cậu mượn truyền tống trận. Tôi có cách. Giọng của Vương Yên Nhi vang lên. Tôi có một người bạn, là công chúa của Thần Quốc Hư Không. Thần Quốc Hư Không chuyên nghiên cứu truyền tống trận, hơn nữa nghe nói sâu trong hoàng cung còn có truyền tống trận có thể trực tiếp đến lãnh vực yêu tộc. Nếu tôi ra mặt, vị công chúa đó có lẽ sẽ giúp cậu lý một lần. Diệp Bắc Minh chắp tay, cảm ơn cô Vương. Vương Yên Nhi cười phì một tiếng, cậu Diệp gọi tôi là Yên Nhi là được. Được, cô Yên Nhi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong lòng Vương Yên Nhi thầm mắng, cậu cứ phải thêm một chữ cô sao? Giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên, tôi còn có chút chuyện phải xử lý, ba ngày sau tôi đến nhà họ Vương tìm cô Yên Nhi. Được. Vương Yên Nhi rời đi, Diệp Bắc Minh dặn dò chín sư tỷ vài câu, chuẩn bị trở lại rừng rậm tinh hồn. Đám người Hạ Nhược Tuyết, Hầu Tử, Lãnh Thanh Thu còn đang ở đỉnh lưỡng giới sơn. Anh cũng đã từng hứa với Trịnh Thiên Quyết cứu con gái xong sẽ quay lại. Sau khi rời khỏi Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh đến thẳng rừng rậm tinh hồn. Vừa đến bên ngoài rừng rậm tinh hồn, Diệp Bắc Minh đã cảm thấy có người đi theo dõi phía sau, người của Thiên Sát Môn. Ha ha! Trực tiếp sử dụng ảnh thuấn. Phập! Tấn công ra một quyền, một bóng đen từ chỗ tối ngã mạnh xuống dưới đất phun ra một ngụm máu tươi. Bị phát hiện rồi, rút! Bóng đen không kịp nghĩ nhiều, quay người định bỏ chạy. Liền sau đó, phía sau vang lên tiếng rồng gầm. Bóng đen không nhịn được quay đầu nhìn, sâu trong đồng tử co lại phản chiếu một con huyết long, a. À. Ở chỗ ngàn mét, ba bóng hình cẩn thận nhìn thấy cảnh này, đồng thời con mắt sầm xuống, hắn lại có thể nhìn thấu thuật ẩn thân của chúng ta, xem ra tên nhóc này không đơn giản. Bóng hình dẫn đầu mặc chiếc áo bó sát người màu đen. Thân hình kiều diễm ẩn dưới chiếc áo choàng đen to rộng, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, đuổi theo. Một khi có cơ hội, giết ngay lập tức. Rõ. Ba người nhìn Diệp Bắc Minh đi vào rừng rậm tinh hồn, vội đi theo nhanh như thỏ. Điều khiến họ không ngờ là, tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Vừa đi theo khoảng trăm dặm, một bóng hình trong đó tỏ vẻ mặt không dám tin, biến mất rồi. Rốt cuộc tên nhóc này dùng thân pháp gì? Rừng rậm tinh hồn lớn như vậy, số 17, chúng ta phải làm tìm thế nào, một bóng đen khác cau mày. Số 17 trực tiếp rút ra khỏi rừng rậm tinh hồn, chúng ta đợi ở ngoài. Đừng quên lời dạy bảo của tổ tiên Thiên Sát Môn. Khiêm tốn và kiên nhẫn, đợi con mồi tự xuất hiện.
Chúng ta không cần làm gì hết, hắn sẽ tự lộ ra sơ hở. Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã đến đỉnh lưỡng giới sơn, tiền bối, tôi quay lại đây. Cậu nhóc, cậu rất giữ lời hứa. Trịnh Thiên Quyết xuất hiện, nếu là người bình thường, sau khi rời khỏi lưỡng giới sơn cũng sẽ không quay lại nữa. Cậu đã chọn quay lại, chẳng lẽ định ở đây với tôi 1000 năm hả? Diệp Bắc Minh cười, võ gia theo đuổi bản tâm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu tôi không thực hiện được lời hứa thì còn tu võ làm gì? Ha ha ha! Trịnh Thiên Quyết cười lớn, quả nhiên tôi không nhìn nhầm người. Diệp Bắc Minh thấy vậy, khẽ giật mí mắt, buột miệng nói, tiền bối chắc không phải thích tôi, lại muốn nói những lời như nhận tôi làm đồ đệ chứ. Trịnh Thiên Quyết ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, cậu nhóc, cậu nghĩ nhiều rồi. Thiên phú của cậu rất mạnh, con đường của bản tọa không hợp với cậu, cho nên sẽ không chọn cậu làm đồ đệ. Ý, tại sao cậu lại nói lại hả? Hình như bản tọa chưa từng nói muốn nhận cậu làm đồ đệ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lớn, ha ha ha, cậu nhóc không ngờ hả, người ta không để ý cậu. Diệp Bắc Minh hơi lúng túng, không sao. Đợi đã. Trịnh Thiên Quyết bỗng cau mày, bước ra một bước, đáp đến bên cạnh Diệp Bắc Minh. Cái mũi ngửi lên người Diệp Bắc Minh như con chó. Sắc mặt bỗng thay đổi, cậu nhóc, cậu bị Thiên Sát Môn theo dõi hả? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Sao tiền bối biết? Trịnh Thiên Quyết hừ lạnh lùng một tiếng, trên người cậu có khí tức của cái chết, hơn nữa. Vừa dứt lời, Trịnh Thiên Quyết bỗng nhiên giơ tay, điểm lên giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Đừng phản kháng. Diệp Bắc Minh đứng im tại chỗ. Lúc đầu ngón tay của Trịnh Thiên Quyết rạch lên giữa đôi lông mày của Diệp Bắc Minh. Một giọt máu tươi rơi xuống đất. Bù! Trong tích tắc, giọt máu tươi này tỏa hào quang. Lại hình thành một hình ảnh hoa lê khổng lồ đường kính khoảng 1 mét. Hoa lê máu, quả nhiên là Thiên Sát lệnh. Đôi mắt của Trịnh Thiên Quyết nghiêm trọng, cậu nhóc, có người hạ Thiên Sát lệnh với cậu. Sốt của cậu đã chọc vào người nào? Thiên Sát lệnh, tiền bối, ông nói đóa hoa lê này chính là Thiên Sát lệnh ư, Diệp Bắc Minh cũng lần đầu tiên nhìn thấy hoa lê máu. Đúng thế. Trịnh Thiên Quyết mặt đầy nghiêm trọng, hoa lê máu vừa ra sẽ mất sinh cơ. Mau nói xem rốt cuộc cậu đã chọc vào người nào, lại có người hạ Thiên Sát lệnh với cậu. Diệp Bắc Minh kể lại chuyện xảy ra ở dưới lưỡng giới sơn một lượt. Khi nói đến anh chú sát người của hơn 100 tông môn. Trịnh Thiên Quyết không nhịn được lên tiếng, tên nhóc cậu được đấy, có thủ đoạn của lão phu năm đó. Hơn 100 thế lực, hơn 1 triệu người cậu nói giết là giết. Nhưng cho dù vì việc này, cậu cũng không đến mức bị hạ Thiên Sát lệnh chứ. Còn nữa không? Diệp Bắc Minh lên tiếng, tôi lại nói Thái Dương Tông là thiên hạ đệ nhất sát tông, tôi là chủ của thiên hạ đệ nhất sát tông. Thiên hạ đệ nhất sát tông. Trịnh Thiên Quyết cau mày, việc này cũng không đến mức, cũng từng có mấy tông môn tự xưng là thiên hạ đệ nhất sát tông. Tuy cuối cùng đều bị Thiên Sát Môn tiêu diệt, hoàn toàn biến mất. Nhưng, chỉ dựa vào 2 điều này chắc chắn không đến mức sử dụng Thiên Sát lệnh với cậu. Trừ phi. Diệp Bắc Minh hỏi. Trừ phi cái gì? Ánh mắt Trịnh Thiên Quyết khóa chặt Diệp Bắc Minh, trừ phi Thiên Sát Môn vì nguyên nhân khác phát ra Thiên Sát lệnh, mà người này vừa hay lại là cậu. Nhưng, Thiên Sát Môn hình như không biết người này là cậu. Diệp Bắc Minh cau mày, còn có chuyện này sao? Trịnh Thiên Quyết nhìn thái độ như không sao của Diệp Bắc Minh, nghiêm túc nhắc nhở một câu, cậu nhóc, đừng nghĩ rằng Thiên Sát lệnh là trò đùa. Từ xưa đến nay những người bị Thiên Sát lệnh nhằm vào chưa quá 10 người sống sót. Cậu ở lại đây với tôi thì hơn. Ít nhất nơi này rất an toàn, cho dù Thiên Sát Môn cường mạnh đi nữa cũng không dám đến đây giết cậu. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, tiền bối, tôi đến đây là để hoàn thành lời hứa. Đồng thời, cũng là chào tạm biệt ông một thời gian. Trịnh Thiên Quyết lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, cậu nhóc, tôi không hiểu lời của cậu. Diệp Bắc Minh giải thích, tiền bối, tôi nhất định sẽ thực hiện cam kết lời hẹn ngàn năm. Nhưng tôi còn có việc quan trọng hơn phải làm, tôi đến đây là để đưa mấy người Nhược Tuyết, hầu tử đi. Trịnh Thiên Quyết lắc đầu, sợ rằng cậu không đưa bọn họ đi nổi. Diệp Bắc Minh cau mày, chẳng lẽ tiền bối còn cần con tin? Trịnh Thiên Quyết hừ lạnh lùng một tiếng, cậu coi lão phu là người thế nào? Tuy lão phu bị nhốt ở đây, nhưng nhìn người rất chuẩn. Cho dù phụ nữ và anh em của cậu không ở đây, cậu cũng sẽ đến. Thôi vậy, đi theo tôi.
cậu tự xem đi. Nói xong, Trịnh Thiên Quyết dẫn Diệp Bắc Minh đến trước vách đá cao mấy trăm trượng. Vách đá nguy nga, giống như một dãy núi cao chót vót. Hầu tử đứng im, ngẩng đầu nhìn văn tự trên vách đá. Mặc cho Diệp Bắc Minh hét gọi thế nào, hầu tử như không nghe thấy, vẫn luôn đứng ở đó bất động. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Trịnh Thiên Quyết cười, nơi này là từng là chiến trường của thần, thứ để lại trên vách đá là truyền thừa của thần. Anh em của cậu đã bị nó thu hút, một khi lĩnh ngộ được, bay vút lên trời. Bây giờ cho dù cậu dùng 10 con bò kéo cậu ta cũng không muốn rời đi. Diệp Bắc Minh thở nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Nếu hầu tử có cơ duyên lớn, tôi cũng mừng cho anh ta. Nhược Tuyết đâu? Đi theo tôi. Trịnh Thiên Quyết quay người đi, một lát sau, hai người đến trước vách núi. Phía trước là vực sâu vạn trượng, Hạ Nhược Tuyết ngồi trên vách núi. Ngôi sao ngập trời tập trung thành ánh sáng sao băng bay đến, hình thành một thanh thần kiếm khổng lồ trên đỉnh đầu của Hạ Nhược Tuyết. Cô ta đang lĩnh ngộ kiếm ý ngập trời của các thần để lại, bây giờ cậu muốn đưa cô ta đi không? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Trịnh Thiên Quyết lại đưa Diệp Bắc Minh đến gặp Thạch Trung Hổ, ông ta đang ngồi thiền trong chiến trường. Lãnh Thanh Thu đâu? Diệp Bắc Minh nghi hoặc. Cô ta hồi phục hình người, hình như có chuyện quan trọng đã rời đi rồi. Diệp Bắc Minh bất lực, được thôi, vãn bối cáo từ tại đây, đợi hoàn thành công việc, nhất định sẽ thực hiện lời hứa ngàn năm. Trịnh Thiên Quyết không nhịn được nhắc một câu, cậu nhóc, lão phu chỉ là cần một người để giải buồn. Nếu cậu không có thời gian, lão phu không miễn cưỡng cậu. Có điều, lão phu vẫn phải nhắc nhở cậu một câu, thiên sát lệnh không phải trò đùa. Tốt nhất cậu điều tra rõ ràng, tại sao thiên sát môn lại phát thiên sát lệnh với cậu. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, vãn bối nhớ rồi. Đang định quay người rời đi. Trịnh Thiên Quyết gọi Diệp Bắc Minh lại, đợi đã, thiên sát môn rất giỏi thuật truy đuổi. Sau khi cậu xuống núi thì đừng trở lại con đường cũ, tốt nhất đổi một con đường khác. Được, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Diệp Bắc Minh quay người rời đi. Chính vì có lời nhắc của Trịnh Thiên Quyết, nên anh rời khỏi rừng rậm tinh hồn từ một hướng khác, và không gặp phải đám người số 17. Khi Diệp Bắc Minh đến nhà họ Vương, Vương Yên Nhi sớm đã đợi nhiều giờ, cậu Diệp, chúng ta xuất phát thôi. Nhưng thân phận của cậu quá nổi bật, để tránh rắc rối không cần thiết, vẫn nên ngụy trang đi. Rất nhanh, Diệp Bắc Minh sử dụng thuật dịch dung, đổi một khuôn mặt khác. Hai người lập tức xuất phát, đi về phía quốc đô của Thần Quốc Hư Không. Một ngày sau, đã đến Thần Quốc Hư Không. Ba tòa thành trì khổng lồ xuất hiện trước mặt. Hai tòa trong gió lại lơ lửng trên không trung. Ba toàn thành chỉ cùng nằm trên một mặt phẳng, giống như xem phim khoa học viễn tưởng. Vương Yên Nhi cười giới thiệu, cậu Diệp, tòa thành dưới mặt đất là dành cho người bình thường sinh sống. Tòa ở giữa tên là thành võ, là nơi dành cho võ giả. Tòa thành trên cao nhất là hoàng thành, hoàng cung của thần quốc hư không được xây dựng trên cao nhất. Vì Vương Yên Nhi có tín vật, cho nên hai người trực tiếp đến trong hoàng thành cao nhất. Diệp Bắc Minh kinh ngạc phát hiện, cả tòa hoàng thành lại lơ lửng trên không trung cao vạn mét nhờ vào một trận pháp khổng lồ. Giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, sức mạnh của trận pháp dồi dào bất tận, cho nên tòa thành này có thể lơ lửng trong không trung. Cậu nhóc, dưới ba tòa thành này chắc chắn có một long mạch vô cùng cường mạnh. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Lúc này, Vương Yên Nhi dẫn Diệp Bắc Minh đến trước cổng hoàng cung, vô số võ giả nườm nượp tiến vào hoàng cung. Vương Yên Nhi ngẩn người, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy? Hộ vệ ở cổng hoàng cung rõ ràng nhận ra Vương Yên Nhi, lập tức cung kính trả lời, thì ra là cô Yên Nhi đến. Cô quên rồi à, ba ngày sau là sinh nhật của công chúa chúng tôi. À, Vương Yên Nhi vỗ trán, dạo này bận quá, quên mất cả việc này. Sắp sinh nhật Dĩnh Nhi, vừa hay cậu Diệp có chuyện cần đến thần quốc hư không một chuyến. Nếu không Dĩnh Nhi sẽ trách tôi chết mất. Chỉ vào Diệp Bắc Minh bên cạnh, đây là bạn của tôi, đi cùng tôi đến, có cần kiểm tra không? Công chúa đã hạ lệnh, chỉ cần cô đến đi cùng ai cũng không cần kiểm tra, mời cô Yên Nhi. Hộ vệ cung kính nhường lối. Sau khi tiến vào hoàng cung, các khách khứa khác đều xếp hàng kiểm tra. Duy chỉ có Vương Yên Nhi trực tiếp đi qua. Thậm chí, một vài cung nữ và hộ vệ nhìn thấy Vương Yên Nhi, đều tiến lên hành lễ.
Diệp Bắc Minh đi theo phía sau Vương Yên Nhi, đương nhiên không cần kiểm tra. Chỉ là Tiếu Tháp nhắc nhở, cậu nhóc, hoàng cung này ngọa hổ tàng long. Theo như bản tháp thăm dò, ít nhất có 10 thần hoàng trở lên tọa chấn. Nhiều thế ư? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Hai người đi thẳng một mạch chư xê tiếp vào hoàng cung, đến trước một cung điện vô cùng xa hoa. Một cô gái áo tím đang nhàm chán ngồi trên xích đu, chiếc váy dài đung đưa bay trong không trung. Dĩnh Nhi, Vương Yên Nhi gọi một tiếng. A, con bé chết tiệt, cô đến rồi, sau sinh nhật lần trước của bản công chúa, cô nói sẽ mau chóng đến thăm tôi. Lúc cô gái áo tím nhìn thấy Vương Yên Nhi, đôi mắt nhàm chán liền sáng lên. Cô ta lao đến nhanh như thỏ, ôm lấy vòng eo của Vương Yên Nhi. Còn hôn mạnh lên má cô ta một cái. Một năm rồi cô mới đến, cô có biết hoàng cung này chán lắm không? Đám thị vệ cung nữ này chán chết được, tôi muốn đấu võ với họ, họ lại không dám ra tay với tôi. Tôi muốn chơi trò khác, cũng không ai dám thắng tôi. Vẫn là con bé nhà cô hợp khẩu vị của tôi, nào, tối nay chúng ta đại chiến 300 hiệp, không say không về. Cô gái áo tím trông vô cùng phóng khoáng. Tóm lấy cổ tay của Vương Yên Nhi, đi vào sâu trong cung điện. Vương Yên Nhi vội nhắc nhở một câu, Dĩnh Nhi, đừng làm bừa, tôi tìm cô có chuyện nghiêm túc. Sao thế? Cô gái áo tím ngẩn người. Vương Yên Nhi chỉ vào phía không xa, đây là cậu Diệp Phong. Ừm, ánh mắt cô gái áo tím sáng lên, cô lại dẫn đàn ông đến gặp tôi. Chẳng lẽ là người cô thích? Cô được đấy, đã nói là giúp nhau giải quyết, cô lại lén tìm đàn ông. Nói mau, hai người đến mức nào rồi? Để tôi xem cô đã trao thân ra chưa? Thò ra bàn tay ngọc thon dài tóm về phía tà váy của Vương Yên Nhi. Liền sau đó, cô gái áo tím cười ha ha, vẫn còn, hai người chưa đến mức đó hả? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Vãi, mạnh mẽ thế sao? Đây là hành động lang sói gì? À, Dĩnh Nhi, cô đừng nói linh tinh. Vương Yên Nhi đỏ bừng mặt, mau chóng rút tay của cô gái áo tím ra. Nhìn sang Diệp Bắc Minh, vội giải thích, cậu Diệp, cô ấy là như vậy, trong cung quá nhiều quy tắc, nên hơi tùy tiện. Còn nữa, chúng tôi không phải quan hệ như anh nghĩ. Diệp Bắc Minh vội gật đầu, không sao, thế giới của chúng tôi, cũng có người như vậy. Khụ khụ, thực ra rất bình thường, mỗi người đều có quyền chọn người yêu. Cậu Diệp, Vương Yên Nhi nóng ruột đến dẫm chân. Diệp Bắc Minh còn lộ ra vẻ tôi hiểu mà. Xong rồi, lần này không giải thích rõ được rồi. Dĩnh Nhi, tôi đã tìm cô cả nửa ngày, còn nghĩ cô tiếp khách trong đại điện cơ, không ngờ lại đến đây. Bỗng nhiên, một giọng nói vang sáng vang lên. Sau đó, một thanh niên phong độ ngời ngời chắp tay sau lưng đi đến. Một đám thanh niên cùng độ tuổi đi theo phía sau. Cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. Người này lại là cảnh giới thần tôn đỉnh phong. Còn những người cùng tuổi bên cạnh hắn cũng đều là cảnh giới thần tôn. Xem ra thân phận không đơn giản. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, vẻ hoạt bát lanh lợi của cô gái áo tím liền biến mất, khuôn mặt khẽ chấm xuống, Lâm Trần, ai cho anh vào hậu cung? Thần quốc hư không tôi có quy tắc, đàn ông không được phép tự ý vào hậu cung, anh đưa nhiều người đến là có ý gì? Lâm Trần không còn mặt mũi nào. Lướt nhìn Diệp Bắc Minh ở chỗ không xa một cái, anh ta là ai? Cô gái áo tím cất giọng lạnh lùng, không liên quan đến anh. Lâm Trần không nghĩ nhiều, dù sao khí thức cảnh giới của Diệp Bắc Minh cực thấp, mới chỉ là cảnh giới hư thần nhỏ bé. Cảnh giới này, còn chẳng có tư cách làm hộ vệ của hắn. Lập tức lộ ra vẻ thâm tình, Dĩnh Nhi, cô còn không biết tâm ý của tôi sao? Lúc trước chúng ta cùng rèn luyện ở Điện Thần Hoàng, trải qua sinh tử, chuyện tôi thích cô cả thế giới đều biết. Lần này tôi đến thần quốc hư không là để cầu thân, thậm chí đại trưởng lão nhà họ Lâm tôi đích than đến hạ thư xính lễ cho bố của cô. Anh nói cái gì? Vẻ mặt cô gái áo tím biến sắc, xin muốn gả cho anh. Lâm Trần, tôi cảnh cáo anh đừng làm bừa. Mấy thanh niên đi cùng Lâm Trần đều lên tiếng, công chúa điện hạ, Lâm huynh thực sự có tình sâu với cô. Anh ta chưa kết hôn, cô chưa gả, nam tài nữ sắc có gì không thể chứ? Đúng thế công chúa. Nếu cô gả cho Lâm Huynh, chắc chắn sẽ thành giai thoại. Mọi người đều đi ra từ trong thí luyện của Điện Chiến Thần, đều là thanh niên anh tài hàng đầu, cô và Lâm Huynh đúng là rất xứng đôi. Công chúa lại chưa thích ai,
tại sao không cho Lâm huynh một cơ hội chứ? Đúng thế, công chúa chắc chắn sẽ phát hiện điểm ưu tú của Lâm huynh, mấy người kẻ bè người hát phụ họa cho nhau. Cô gái áo tím cười lạnh lùng một tiếng, ai nói tôi không thích ai? Bóng hình kiều diễm vụt lên, Diệp Bắc Minh chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua. Liền sau đó, một cơ thể mềm mại dựa lên người anh, nhẹ nhàng khoác cánh tay của anh. Lồng ngực dựa lên cánh tay. Bàn tay ngọc thon dài nắm chặt 10 ngón tay của anh. Quan trọng là bàn tay này vừa rút ra khỏi dưới váy của Vương Yên Nhi, còn có chút ẩm ướt. Vãi! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, đang định lên tiếng. Cô gái áo tím ngẩng đầu, trong đôi mắt có vẻ cầu xin. Diệp Bắc Minh do dự một lúc, trầm mặc. Soạt! Mấy thanh niên đều ngạc nhiên, ánh mắt đều nhìn lên Diệp Bắc Minh, anh ta. Công chúa, cô thích một tên vô dụng cảnh giới hư thần ư? Cảnh giới của anh ta còn chẳng bằng tên dắt ngựa của tôi. Cô gái áo tím đầy tức giận, các anh dám sỉ nhục người tôi thích hả? Rốt cuộc có coi tôi ra gì không? Sắc mặt của Lâm Trần cũng khó coi, trong đôi mắt mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Diệp Bắc Minh đã hóa thành xương máu. Dĩnh Nhi, cô nói có thật không? Cô thực sự thích tên nhóc này. Lâm Trần cất giọng khàn khàn, cố kiềm chế ý ghen ghét. Cô gái áo tím gật đầu, đúng thế, tôi thích anh ấy, rất thích. Lâm Trần, anh từ bỏ đi. Nói xong, hai người lại nắm chặt tay nhau hơn. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Trần cũng có cả lòng giết người, được. Gật đầu mạnh. Lần đầu tiên ánh mắt nhìn lên Diệp Bắc Minh, nhóc con, tôi không biết anh là ai, cũng không có hứng biết cậu là ai. Dĩnh Nhi chỉ có thể là người phụ nữ của tôi, nếu anh biết điều thì lập tức cút đi cho tôi. Có lẽ còn có thể giữ được cái mạng. Diệp Bắc Minh vốn không có hứng với chuyện của hai người. Nhưng đời này anh ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh cười, anh là cái thá gì, cũng xứng tranh phụ nữ với tôi. Cả hiện trường tĩnh lặng. Mày nói cái gì? Mấy thanh niên đi đến cùng Lâm Trần tỏ vẻ mặt không dám tin. Tên nhóc này điên rồi sao? Một cảnh giới hư thần nhỏ bé lại dám đối đầu với cảnh giới thần tôn. Cảnh giới hư thần, cảnh giới đế tôn, cảnh giới chân thần, cảnh giới thiên thần, thần tôn. Sáu cảnh giới lớn, cách đến sáu cảnh giới lớn, tên nhóc này lấy dũng khí ở đâu ra? Mấy người trợn mắt há hốc miệng. Hả? Cô gái áo tím vốn chỉ muốn dùng Diệp Bắc Minh làm bia đỡ đạn. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại cứng rắn như vậy, không khỏi khiến cô ta nhìn bằng ánh mắt khác. Ha ha ha! Lâm Trần lại cười, rất tốt. Nhớ kỹ lời hôm nay của anh. Quay người, trực tiếp bỏ đi. Mấy thanh niên đồng cảm lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, lộ ra nụ cười vui vẻ trên nỗi khổ của người khác, rời đi. Lúc này cô gái áo tím mới buông tay Diệp Bắc Minh ra, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Sở Dĩnh Nhi, là công chúa của thần quốc hư không. Vừa nãy cảm ơn anh Diệp giúp đỡ, khiến anh chuốc rắc rối rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ cho người đưa anh rời khỏi đây ngay lập tức. Diệp Bắc Minh lại lắc đầu, tôi đến đây, vừa hay có chuyện muốn xin công chúa. Sở Dĩnh Nhi gật đầu, mời anh Diệp nói. Vương Yên Nhi mau chóng đi đến, cậu Diệp muốn đến thế giới Tam Thiên một chuyến, tôi đưa cậu ấy đến tìm cô chính là vì việc này. Thế giới Tam Thiên. Sở Dĩnh Nhi suy nghĩ một lát, lập tức gật đầu, tôi biết nơi đó, đó là một thế giới cấp thấp. Có lẽ là một thế giới trong vũ trụ. Tôi có thể cho người mở một truyền tống trận để anh Diệp đến thế giới Tam Thiên. Có điều, trận pháp chỉ có thể duy trì 3 ngày, trong vòng 3 ngày, anh Diệp phải quay lại. Nếu không, trận pháp sẽ biến mất, anh Diệp muốn quay lại thì chỉ có thể tự phá mở bức vách không gian rồi. 3 ngày là đủ rồi, Diệp Bắc Minh gật đầu. Sở Dĩnh Nhi lấy ra một tấm thẻ bài ngọc, lập tức truyền âm. Sau đó, hai ông lão cảnh giới thần hoàng xuất hiện. Anh Diệp. Anh đi theo họ đi. 3 ngày sau anh quay lại, trực tiếp rời đi là được, không cần lộ mặt vì rắc rối không cần thiết. Được. Diệp Bắc Minh theo hai ông lão rời đi. Lúc này Sở Dĩnh Nhi mới thay khuôn mặt, Yên Nhi, người này khá được đấy. Vương Yên Nhi bày vẻ cảnh giác, cô muốn làm gì? Ánh mắt Sở Dĩnh Nhi lóe lên, cô thích anh ta. Nếu cô không thích anh ta, thì tôi lấy thật đấy. Không được. Vương Yên Nhi quyết đoán lắc đầu, không cho phép cô động vào anh ta. Sở Dĩnh Nhi phì cười một tiếng,
Ôi trời, nếu là chị em tốt, thì cùng chia sẻ đồ tốt mà. Vương Yên Nhi hoàn toàn hỗn loạn, tay ngọc vỗ lên trán, đồ phụ nữ điên khùng nhà cô. Sau khi Lâm Trần rời khỏi Hoàng Cung, cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Phập, đập ra một chưởng, tòa giả sơn phía trước lập tức sụp đổ. Kẻ nào dám ra tay ở Hoàng Cung, một đám cấm vệ quân xuất hiện. Kẻ dẫn đầu nhìn thấy là đám người Lâm Trần, liền ngẩn người, cậu Lâm, tôi còn tưởng là khách cơ, thì ra là cậu à. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, cậu không sao chứ? Lâm Trần lạnh lùng lắc đầu, không sao, các anh tiếp tục tuần tra đi. Thủ lĩnh cấm vệ quân lướt nhìn Lâm Trần một cái, rồi lại nhìn giả sơn biến thành đống đổ nát, chúng ta đi. Cấm vệ quân vừa đi, Lâm Trần liền nói ra một câu, 3 ngày sau là sinh nhật của Dĩnh Nhi, tôi muốn hắn chết trước mặt tất cả mọi người. Mấy thanh niên sợ giật mình, Lâm huynh, huynh điên rồi ư. Nơi này là thần quốc hư không, dù sao kẻ đó cũng là người đàn ông mà công chúa thích, nếu giết hắn trước mặt nhiều người, sợ rằng nhà họ Lâm khó mà gánh chịu được lửa giận của thần quốc hư không. Lâm Trần cười ngạo mạn, lửa giận của thần quốc hư không. Ha ha, tôi đã là đệ tử trên danh nghĩa của lão tổ Bích Hỏa, sư phụ đã hứa một khi tôi tiến vào cảnh giới thần hoàng, trực tiếp trở thành đệ tử thân truyền. Thần quốc hư không dám đắc tội với lão tổ Bích Hỏa không? Lão tổ Bích Hỏa, mấy người sợ đến sượt sượt lùi lại. Một thanh niên trong đó sắc mặt đỏ bừng, vãi, Lâm huynh có chỗ dựa lớn vậy mà không nói sớm. Cho dù vừa nãy anh trực tiếp giết tên phế vật đó, thần quốc hư không cũng không dám nói gì. Lâm Trần nắm 5 ngón tay trong hư không, dường như đang tóm tất cả, tôi muốn trước mặt tất cả mọi người nói với người thiên hạ, Dĩnh Nhi chỉ có thể là người phụ nữ của tôi. Trên không trung dãy núi ít người vắng vẻ của thế giới Tam Thiên. Trời đất biến sắc, hư không chấn động. Liền sau đó, một khe nứt hư không xuất hiện, một thanh niên từ trong bước ra một bước, tiểu tháp, lập tức tìm kiếm tung tích của Vạn Lăng Phong và tiểu đội sát thần. Tháp Càn Khôn chấn ngục mở rộng thần niệm. Cả thế giới Tam Thiên, đều thu lại trong đáy mắt. Tìm được rồi. Chưa đến mấy hơi thở, đi về hướng Bắc. Đi thôi. Diệp Bắc Minh không hề do dự, trực tiếp bước đi trên hư không. Một ngày sau, Diệp Bắc Minh đến một nơi sâu của dãy núi thần bí. Nhìn kỹ lại cũng phải giật mí mắt, quản lý quân sự hiện đại hóa. Vạn Lăng Phong đã làm đến mức này rồi ư. Phía dưới chính là tổng bộ của tiểu đội sát thần. Hơn 10.000 người đứng xếp hàng thẳng thắp, hô khẩu hiệu hành quân. Nếu để người của xã hội hiện đại nhìn thấy, còn tưởng là căn cứ quân sự thần bí nào đó. Diệp Bắc Minh trực tiếp đáp xuống, biến về khuôn mặt thật rồi đi về hướng tổng bộ tiểu đội sát thần. Xoạt, xoạt, xoạt. Vừa mới đáp xuống, 10 mấy bóng hình xung quanh xông ra, giết về phía Diệp Bắc Minh như quỷ mị. Diệp Bắc Minh dậm chân, chân nguyên hóa thành một màn ngăn cách chặn tất cả đòn tấn công, thân thủ rất tốt, phối hợp cũng rất ăn ý. Ngoài sáng 14 người, trong tối còn có 16 người, đây là nhóm nhỏ 30 người phải không? Vẻ mặt mấy người biến sắc, anh là ai? Trong đôi mắt một thanh niên trong đó bùng lên sát ý kinh thiên, bất kể anh là ai, đã mò được đến gần tổng đàn chúng tôi, thì anh phải chết. Giết! 14 người cùng ra tay. Dừng tay! Đột nhiên, một giọng nói kích động vang lên, đám ngu xuẩn các người, lại dám ra tay với Diệp Soái. Tất cả cút hết cho tôi. Liền sau đó, một bóng hình kích động xông ra. Diệp Soái! Cuối cùng cậu cũng về rồi, một người đàn ông trung niên xông ra, vẻ mặt đầy kích động. Diệp Bắc Minh ngẩn người, lập tức nhận ra người này, Lư Quốc Phong của đội Thiên Cơ. Là tôi. Lư Quốc Phong kích động đến toàn thân run lên, Diệp Soái, không ngờ cậu còn nhớ tôi. Diệp Bắc Minh ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Lư Quốc Phong giải thích, là chiến thần Lăng Phong đưa chúng tôi đến, ông ấy nói đào tạo sát thủ cần biết gốc rễ. Còn có một vài người bạn cũ, mấy người Đoạn Nha, Thạch Lỗi cũng đến. Diệp Soái, hiện giờ Long Quốc đã là nước lớn đệ nhất thế giới, bức tượng điêu khắc của cậu trên quảng trường được toàn thế giới tôn kính đấy. Diệp Soái, lúc nào thì cậu về Long Quốc? Diệp Bắc Minh lắc đầu, nói sau đi. Đưa tôi đi gặp Lăng Phong. Rõ. Lư Quốc Phong không dám chậm trễ, đưa Diệp Bắc Minh vào trong tổng bộ tiểu đội sát thần. Mọi người được biết Diệp Bắc Minh trở về, hơn 10.000 người đều tập trung trên thao tường. Vạn Lăng Phong gác lại toàn bộ công việc,
khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, khuôn mặt đỏ bừng quỳ một chân xuống, chủ nhân, cuối cùng cậu cũng về rồi. 5 năm rồi, đã 5 năm rồi. Thuộc hạ Vạn Lăng Phong may mà không hổ thẹn, tiểu đội sát thần đã thành lập được 5 năm, tổng quy mô 37.000 người. Mời cậu kiểm tra. Diệp Bắc Minh cũng hơi kích động, máu nóng trong cơ thể sôi sục, tốt, rất tốt. Lăng Phong, lần này tôi về. Hôm nay thần quốc hư không vô cùng náo nhiệt, chính là ngày sinh nhật của công chúa Dĩnh Nhi. 3 tòa thành cùng vui, trong hoàng cung, đại diện của các đại tông môn nườm nượp ra vào, đều dâng lên quà chúc mừng. Trong điện Kim Loan đã có rất nhiều khách quý. Chính giữa đại điện có một sân khấu khổng lồ dài rộng 100 mét, biểu diễn các loại tiết mục ca hát, ảo thuật, nhảy múa. Bố mẹ của Sở Dĩnh Nhi ngồi trên chỗ cao nhất. Sở Dĩnh Nhi kéo Vương Yên Nhi cười không ngừng, bầu không khí ở hiện trường vô cùng hài hòa. Đột nhiên, Lâm Trần chậm rãi đứng lên, bước một bước đến chính giữa sân khấu, màn biểu diễn liền dừng lại. Cậu Lâm có lời muốn nói ư? Quốc chủ hư không Sở Vô Ngân bình thản hỏi. Lâm Trần cười gật đầu, thưa bệ hạ, đúng vậy. Hôm nay tôi muốn nhân cơ hội mọi người đều có mặt, muốn cầu hôn Dĩnh Nhi. Xin bệ hạ đồng ý gả Dĩnh Nhi cho tôi, đồng ý hôn sự của chúng tôi. Sở Dĩnh Nhi sầm mặt, lạnh lùng lên tiếng, Lâm Trần, anh từ bỏ đi, tôi sẽ không gả cho anh đâu. Sở Vô Ngân bình thản, cậu Lâm, chuyện nam nữ không cưỡng ép được. Hơn nữa một mình cậu cầu hơn, cũng thật chẳng ra sao, quay về bàn bạc với trưởng bối trong gia tộc của cậu trước, thế nào? Lâm Trần sớm đã dự liệu tất cả, cũng không vội, bệ hạ, trưởng bối nhà tôi có chút chuyện, hôm nay sẽ đến đây. Ồ, Sở Vô Ngân hơi bất ngờ. Ha ha ha, Sở huynh, đã lâu không gặp. Đột nhiên, một chàng cười lớn vang lên từ phía sau. Các vị khách đều quay đầu. Một cơ thể cao lớn xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố truyền đến áp chế mọi người đều phải cúi đầu. Cúi đầu không dám nhìn thẳng. Đại trưởng lão nhà họ Lâm Lâm Trường Không? Chẳng phải ông ta bế quan rồi sao? Chẳng lẽ ông ta đã xuất quan rồi? Anh thật phí lời, người ta đã đến rồi, anh còn nói không phải xuất quan chắc. Thâm sâu khó lường, hiện giờ rốt cuộc ông ta có cảnh giới gì? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Trường Không, đồng tử của không ít người co lại. Sắc mặt Sở Vô Ngân ngưng trọng hơn 3 phần, lóe lên rồi vụt tắt, nở nụ cười, thì ra là Lâm huynh, người đầu, ban ngồi. Lâm Trường Không ngồi xuống, vẻ mặt ngạo mạn, Sở huynh, lão phu đích thân đến là để cầu thân cho Lâm Trần, theo lão phu thấy hôm nay định hôn sự cho hai đứa đi. Việc này, Sở Vô Ngân hơi khó xử. Sở Dĩnh Nhi trực tiếp đứng lên, không được, tôi không đồng ý. Lâm Trường Không cười nhìn Sở Dĩnh Nhi, tôi nghe Lâm Trần nói, công chúa Dĩnh Nhi đã có người trong lòng rồi. Còn là một thanh niên cảnh giới hư thần, đúng rồi, người đó đâu? Sao không xuất hiện? Toàn hội trường xôn xao. Trong đại điện vang lên tiếng bàn tán. Sở Vô Ngân rất bất ngờ, ánh mắt nhìn lên con gái, Dĩnh Nhi, Lâm huynh nói có thật không? Con thực sự đã có người trong lòng rồi à? Để từ chối, Sở Dĩnh Nhi chỉ đánh bất chấp trả lời. Đúng thế thưa phụ hoàng, con gái đã có người trong lòng. Sắc mặt Sở Vô Ngân sầm sống, thực sự như Lâm huynh nói, cậu ta chỉ là cảnh giới hư thần. Cậu ta đâu? Sở Dĩnh Nhi ấp úng không thốt ra lời. Lâm Trần thấy thế cười, Dĩnh Nhi, hôm nay là sinh nhật cô, hắn cũng không dám lộ diện, loại người này có thể mang lại hạnh phúc cho cô không? Bệ hạ, có lẽ tên vô dụng cảnh giới hư thần đó sợ hãi, đã một mình bỏ chạy rồi. Lâm Trường Không lắc đầu, kẻ hèn hạ như vây đâu xứng với công chúa Dĩnh Nhi. Đúng lúc này, ngoài đại điện vang lên một giọng nói, Dĩnh Nhi, sinh nhật vui vẻ. Vừa nãy anh có chút việc đến muộn, em sẽ không để bụng chứ. Sở Dĩnh Nhi ngẩn người, hơi bất ngờ nhìn ra ngoài đại điện, anh ta đến thật. Vương Yên Nhi thộn mặt, chuyện gì vậy, chắc không phải họ kịch giả thành thật chứ. Diệp Bắc Minh vốn định trực tiếp rời đi. Nhưng sau khi tháp càn khôn chấn ngục thần niệm một lượt, được biết Sở Dĩnh Nhi gặp khó khăn. Anh quyết định ra tay giúp một lần. Cho nên dứt khoát xuất hiện ngoài đại điện, mới có cảnh vừa nãy. Xoạt, xoạt, xoạt. Vô số đôi mắt cùng quay ra nhìn bên ngoài đại điện. Trong con mắt của rất nhiều người, chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi vào đại điện. Anh, sao anh lại đến đây? Sở Dĩnh Nhi rất ngạc nhiên, rất bất ngờ.
còn có chút cảm động kỳ lạ. Em là bạn gái của anh, sinh nhật của em, anh không thể đến ư? Không, không phải, Sở Dĩnh Nhi vội lắc đầu. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Bắc Minh bước từng bước đến bên cạnh Sở Dĩnh Nhi. Đưa ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, ôm lấy vòng eo thon của Sở Dĩnh Nhi. Vương Yên Nhi ở một bên mở to con mắt, con người gần như sắp lồi ra, trời ơi! Hai người là thật hả? Sở Dĩnh Nhi lại không phản kháng, để cho Diệp Bắc Minh ôm. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến, khuôn mặt đỏ bừng, em. Anh! Sở Vô Ngân cau mày, đang định lên tiếng. Vợ ở bên cạnh khẽ lắc đầu, ra ý bảo ông ta xem đã rồi tính. Nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt của Lâm Trần phun ra ngọn lửa tức giận. Nghiến răng nghiến lợi két két, suýt nữa cắn vào lợi, nhóc con, mày thật to gan. Dám ôm ấp công chúa Dĩnh Nhi trước mặt nhiều người. Diệp Bắc Minh không khách sáo lên tiếng, Dĩnh Nhi cũng không phản đối, mày sủa cái gì? Mày nói tao sủa hả? Lâm Trần không dám tin vào tai mình. Khuôn mặt già của Lâm Trường không sầm xuống, cất giọng lạnh lùng, cậu thanh niên, ngang nhiên sỉ nhục người khác không hay lắm đâu. Trưởng bối nhà cậu không dạy cậu làm người phải khiêm tốn, nếu không, không biết chết lúc nào đâu sao. Diệp Bắc Minh lạnh lùng hừ một tiếng, ông cũng thích sủa tiếng chó. Suýt, cả đại điện vang lên tiếng hít khí lạnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Diệp Bắc Minh lại dám ăn nói với Lâm Trường không như vậy. Chán sống rồi chắc. Trong tích tắc, cả đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Ừm. Sở Vô Ngân hơi kinh ngạc, người bình thường nhìn thấy uy thế của Lâm Trường không, có lẽ cũng phải sợ quỳ xuống. Tên nhóc này lại dám mắng Lâm Trường không, không đơn giản đâu. Người phụ nữ bên cạnh cười truyền âm, người đàn ông mà Dĩnh Nhi chúng ta thích, có thể là người bình thường sao? Sở Vô Ngân trả lời, chỉ là cảnh giới quá thấp, nếu có thể có cảnh giới như của Lâm Trần, tôi thật muốn đồng ý cho chúng đến với nhau. Bù! Lâm Trường không bỗng dứng lên. Ghế thái sư dưới người ầm ầm nổ hóa thành bột vụn. Một luồng sát ý bùng phát như sóng biển, dập dờn từng tầng liên tiếp. Phụt! Những võ giả ở gần Lâm Trường không đều quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch miệng phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác đều lùi lại, sợ hãi nhìn Lâm Trường không. Diệp Bắc Minh lại như chẳng có việc gì, vẫn ngồi ở đó. Một cánh tay ôm vòng eo thon của Sở Dĩnh Nhi, một cánh tay khác bưng ly rượu thưởng thức. Hình như ông rất không phục. Một câu ngắn ngủi, giống như sét đánh vào đồng bằng. Ầm, hoàn toàn dẫn nổ. Vãi, tất cả mọi người trong đại điện đều trố mắt há hốc miệng, kinh hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Sở Dĩnh Nhi quay đầu. Đôi mắt đẹp mở to, nhìn chằm chằm một bên má của Diệp Bắc Minh. Sở Vô Ngân và vợ quay sang nhìn nhau, cũng kinh hãi bởi câu nói của Diệp Bắc Minh. Chỉ có Vương Yên Nhi biết thân phận của Diệp Bắc Minh. Trong lòng cười lạnh lùng một tiếng, cậu Diệp còn không sợ cả điện thần hoàng, chú sát hơn 100 thế lực, làm sao có thể sợ nhà họ Lâm chứ? Lâm Trường không tự chuốc khổ vào thân rồi. Ha ha ha! Lâm Trường không tức đến bật cười, sát ý kinh thiên tràn ngập cả đại điện. Tất cả mọi người giống như rơi vào hầm băng. Sỉ nhục! Sỉ nhục trần trụi! Đường đường cảnh giới thần hoàng lại bị một tên nhóc cảnh giới hư thần sỉ nhục trước mặt nhiều người. Cái miệng của cậu đúng là rất cứng, không ngờ công chúa Dĩnh Nhi có thể tìm được một lang quân như ý như vậy. Ông ta ngẩng đầu nhìn sang Sở Vô Ngân, Sở huynh chẳng lẽ thần quốc hư không các ông tiếp đãi khách như vậy sao? Nói cách khác, đây là ý của thần quốc hư không các ông. Tìm một tên nhóc phát nước mũi chưa sạch đến sỉ nhục nhà họ Lâm tôi. Sở Vô Ngân cau mày, cái mũ này chụp vào đầu quá chặt rồi, Lâm huynh, ông hiểu lầm rồi. Đây là mâu thuẫn giữa thanh niên với nhau. Thần quốc hư không tuyệt đối không có ý sỉ nhục nhà họ Lâm, Lâm huynh đừng để bụng. Theo tôi thấy mâu thuẫn của thanh niên thì để đám trẻ tự giải quyết đi. Được. Lâm Trường không cười lạnh lùng gật đầu, Trần Nhi. Lâm Trần tiến lên một bước, có Trần Nhi. Lâm Trường không chỉ lên sân khấu chính giữa đại điện, lấy sân khấu này làm võ đài, cậu thách chiến với lang quân như ý của công chúa Dinh Nhĩ đi. Đương nhiên. Nếu tên nhóc đó chỉ có cái miệng cứng, trên thực tế là một kẻ yếu mềm thì chỉ cần dập đầu nhận thua là được. Nếu cậu ta lên võ đài, nhớ phải ra tay toàn lực cho cậu ta sự tôn trọng cần có. Dù sao, trên võ đài là phân thắng bại, cũng là quyết sinh tử. Lâm Trần nhếch miệng cười, cháu biết rồi. Bước lên một bước, trực tiếp lên sân khấu.
lên tiếng với vẻ mặt châm biếm, nhóc con, dám chấp nhận lời thách chiến của tao không? Âm mưu trần trụi. Diệp Bắc Minh mới là cảnh giới hư thần, một khi chấp nhận thách chiến, thì sẽ chết chắc. Nếu không chấp nhận thách chiến, chẳng lẽ thực sự phải dập đầu nhận thua? Sở Dĩnh Nhi tức giận nói, Lâm tiền bối, ông đang ức hiếp người sao? Lâm Trường không cười lạnh lùng lắc đầu, công chúa, đây là mâu thuẫn của đám trẻ. Vừa nãy Sở Huynh cũng nói rồi, mâu thuẫn giữa đám trẻ thì để đám trẻ tự giải quyết. Trần Nhi đã lên võ đài, chẳng lẽ lang quan như ý của công chúa là con rùa rụt cổ không dám chấp nhận thách chiến? Ông! Sở Dĩnh Nhi lo lắng. Cảnh giới hư thần đấu với cảnh giới thần tôn, chẳng khác gì đi nộp mạng. Phụ hoàng! Quay đầu nhìn sang Sở Vô Ngân. Sở Vô Ngân đang định lên tiếng, Lâm Trường Không liền cướp lời trước một bước, Sở Huynh, vừa nãy ông nói rồi. Mâu thuẫn giữa đám trẻ thì để đám trẻ tự giải quyết. Vua một nước, chẳng lẽ nói lời không giữ lời? Việc này, Sở Vô Ngân hơi khó xử. Một khi chứng minh ông ta nuốt lời, uy tín của thần quốc hư không sẽ bị tổn hại. Chỉ có thể để tên nhóc này chịu ấm ức thôi. Thấy phụ hoàng không nói gì, Sở Dĩnh Nhi lập tức hiểu tất cả. Không được, bất luận thế nào cũng không thể để anh Diệp nộp mạng, anh ta vì giúp mình. Làm sao mình có thể để người ta hy sinh tính mạng? Sở Dĩnh Nhi cắn răng, quyết định nói ra sự thực. Bỗng nhiên, một cảnh khiến Sở Dĩnh Nhi kinh ngạc diễn ra. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng lên, nhìn Lâm Trần trên sân khấu, tao chấp nhận lời thách chiến của mày. Soạt, rất nhiều người ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Mày nói cái gì? Lâm Trần còn tưởng mình nghe nhầm, không nhịn được ngoáy lỗ tai, mày chấp nhận lời thách chiến của tao. Thật không? Chính xác. Diệp Bắc Minh gật đầu. Ha ha ha. Lâm Trần suýt chảy cả nước mắt, mọi người đều nghe thấy rồi chứ. Hắn nói chấp nhận lời thách chiến của tôi. Nhóc con, tao, ha ha ha, tao thực sự không ngờ mày không sợ chết như vậy. Liền sau đó, hắn ngừng cười, bỗng quát lớn, nhóc con, lên đài chịu chết đi. Diệp Bắc Minh đang định lên sân khấu. Anh Diệp, đừng. Sở Dĩnh Nhi kéo tay của anh, hết sức lắc đầu. Tuy cô ta tùy tiện đại khái, nhưng cũng không phải là người vô tình. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi nộp mạng vì cô ta. Diệp Bắc Minh cười, không sao. Sở Dĩnh Nhi hoàn toàn ngẩn người, kéo cánh tay của Vương Yên Nhi, cô còn ngây ra đó làm gì? Mau khuyên anh ta đi. Anh Diệp mới là thực lực cảnh giới hư thần. Khác một trời một vực với cảnh giới thần tôn. Nếu anh ta dám lên võ đài, chắc chắc sẽ bị Lâm Trần giết chết. Vương Yên Nhi vẫn thờ ơ, nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt quái dị, đây là lựa chọn của anh ta, Dĩnh Nhi, cô cứ xem đi. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đi lên sân khấu. Nhóc con, mày đi chết đi cho tao. Ánh mắt Lâm Trần trở nên cực kỳ sắc sảo, bỗng lao ra. Sân khấu 100 mét. Hắn gáp nhu xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh trong phút chốc, nắm đấm không hề do dự đập về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn đứng im. Ha ha ha, đồ ngốc, sợ đến ngốc rồi hả? Lâm Trần hưng phấn cười lớn, nhớ đấy, kiếp sau đừng đối đầu với tao. Chết! Một quyền điên cuồng đập xuống. Sở Dĩnh Nhi tuyệt vọng nhắm mắt, phập một tiếng vang lên bên tai. Sau đó, a, một tiếng kêu thảm. Khóe mắt của Sở Dĩnh Nhi trào ra một hàng lệ, anh Diệp, là lỗi của tôi, xin lỗi. Liền sau đó, Trần Nhi, Lâm Trường Không phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Việc này, làm sao có thể? Việc này là thế nào? Lâm Trần thua rồi. Tiếng kinh ngạc trong đại điện xôn xao dồn dập. Sở Dĩnh Nhi ngẩn người, mau chóng mở mắt. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh vẫn đứng tại chỗ, một tay tóm chặt cổ của Lâm Trần, giơ lên cao. Cánh tay của Lâm Trần vừa đập về phía Diệp Bắc Minh đã biến mất, chỗ vết thương máu chảy đầm đìa. Máu thịt lẫn lộn. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Dĩnh Nhi mở to đôi mắt, khẽ há cái miệng nhỏ. Vương Yên Nhi cười không nói gì. Sở Vô Ngân và vợ cũng ngạc nhiên nhìn tất cả, tên nhóc này đang che giấu. Thực lực thực sự của cậu ta chắc chắn không phải là cảnh giới hư thần. Súc sinh, mày thả Trần Nhi ra. Lâm Trường Không quát một tiếng. Mắt đỏ bừng, mày dám làm tổn hại Trần Nhi, tao bảo đảm sẽ lấy cái mạng của mày. Rắc rắc. Diệp Bắc Minh bóp năm đầu ngón tay,
cổ và đầu của Lâm Trần lập tức nổ tung. Thi thể ầm ầm ngã xuống đất, dưới sân khấu tĩnh lặng. Lâm Trần chết rồi. Vãi, hắn giết Lâm Trần thật rồi, Lâm Trường không còn ở đây, làm sao hắn dám? Các khách quý dưới sân khấu đều ngẩn người sửng sốt. A, Trần Nhi. Lâm Trường không phát ra tiếng gào thét xé tim xé phổi, lửa giận gần như thiêu cháy cả đại điện, súc sinh. Súc sinh. Sao mày có thể giết Trần Nhi? Sao mày dám giết Trần Nhi? Tao phải cho mày chết. Lâm Trường không bước ra một bước, trực tiếp lên sân khấu. Xoạt, xoạt, xoạt. Gần như cùng một lúc, ba bóng hình từ trên không giáng xuống, chặn trước người Lâm Trường không. Một ông lão trong đó sầm mắt, Lâm Trường không, nơi này là hoàng cung của thần quốc hư không, ông muốn làm loạn ở đây hả? Hai ông lão còn lại bổ sung một câu, trên võ đài, vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Nhà họ Lâm muốn vi phạm quy tắc võ đài sao? Các người, Lâm Trường không gần như cắn vỡ răng lợi. Ba người đều là cảnh giới thần hoàng. Nếu phải đánh nhau thật, ông ta vốn không có cơ hội. Ông ta hằm hằm nhìn sang Sở Vô Ngân, tôi nhớ kỹ các người rồi, chuyện này chưa xong đâu. Tiến lên một bước, ôm lấy thi thể của Lâm Trần rồi biến mất. Diệp Bắc Minh cũng không quan tâm đến ánh mắt chấn kinh xung quanh, mỉm cười với Sở Dĩnh Nhi, cô Dĩnh Nhĩ, cáo từ. Bước ra một bước, ảnh thuấn, biến mất. Vương Yên Nhi thấy vậy, chậm rãi đứng lên, Dĩnh Nhi, tôi có việc phải đi trước đây. Mau chóng rời đi. Chỉ còn lại mọi người trong đại điện quay sang nhìn nhau. Sở Vô Ngân cau mày, Dĩnh Nhi, sao cậu ta lại đi rồi? Còn nữa, cậu ta là ai? Có thân phận gì? Thực sự là người con thích sao? Sở Dĩnh Nhi ngẩn người, trước đây không phải, bây giờ. Thì phải. Sau khi rời khỏi thần quốc hư không, Lâm Trường không trực tiếp trở về nhà họ Lâm. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ mau ra đây. Lâm Trường không gầm lên một tiếng. Mấy người đàn ông trung niên đều xuất hiện, sau khi họ nhìn thấy thi thể của Lâm Trần. Trần Nhi, con trai, đại ca, thế này là thế nào? Là ai đã giết Trần Nhi? Đôi mắt của mấy người đỏ bừng. Lâm Trường không đầy lửa giận, giải thích một lượt chuyện xảy ra ở thần quốc hư không, tên súc sinh đó đã giết Trần Nhi, là tôi vô dụng. Tuy tôi đã tiến vào cảnh giới thần hoàng, nhưng thần quốc hư không có ba lão già mà không chết ngăn cản, tôi không thể giết chết hắn. Nếu không, tôi nhất định có thể báo thù cho Trần Nhi. Nhưng tam đệ, ông yên tâm, cho dù tên súc sinh đó hóa thành cho bụi thì tôi cũng nhận ra, trước khi chết, tôi nhất định sẽ giết tên súc sinh đó báo thù cho Trần Nhi. Nghe giải thích xong, ông hai nhà họ Lâm cau mày, đại ca, chẳng lẽ ông không cảm thấy tất cả có vấn đề sao? Sao thế? Lâm Trường không nhìn ông ta. Ông hai nhà họ Lâm lắc đầu, một người cảnh giới hư thần nhỏ bé, làm sao có thể giết được Trần Nhi? Phải biết rằng, Trần Nhi là cảnh giới thần tôn đỉnh phong, là người được lão tổ Bích Hỏa nhận làm đệ tử trên danh nghĩa. Làm sao có thể bị một người cảnh giới hư thần bóp chết? Chẳng lẽ tất cả không có vấn đề sao? Đồng tử của Lâm Trường không co lại, ý của ông là... Ông hai nhà họ Lâm nheo mắt, vua của thần quốc hư không, Sở Vô Ngân. Ngoài ông ta ra, còn có ai có năng lực cho người giết chết Trần Nhi trên tiệc sinh nhật của Sở Dĩnh Nhi? Tên thanh niên họ Diệp đó chắc chắn là lão quái vật cảnh giới thần hoàng đóng giả. Lâm Trường không hiểu ra, mình đã bị cơn giận xông lên não. Lại không nghĩ đến điều này, họ giết chết Trần Nhi nhằm mục đích gì? Điện thần hoàng. Giọng của ông lão nhà họ Lâm trầm xuống, Trần Nhi và Sở Dĩnh Nhi đều có cơ hội tiến vào điện thần hoàng. Nếu Trần Nhi chết, cơ hội của Sở Dĩnh Nhi sẽ lớn hơn 3 phần. Vãi! Lâm Trường không tức giận gầm một tiếng, tung một chưởng đập nát chiếc bàn trước mặt, đáng chết. Sao tôi không nghĩ đến điều này chứ? Sở Vô Ngân, ông thật đáng chết, thần quốc hư không, nhà họ Lâm tôi không đội trời chung với ông. Diệp Bắc Minh không biết hành động của mình đã bắt được trái tim của một cô gái, càng không biết đến kịch bản mà nhà họ Lâm tưởng tượng. Lúc này, anh và Vương Yên Nhi cùng đến Thái Dương Tông, trực tiếp gọi 9 vị sư tỷ à đám người Đông Phương Xá Nguyệt ra. Tôi đã từng hứa với sư phụ, sẽ khiến Thái Dương Tông vinh quang rạng rỡ. Chỉ dựa vào tôi và các sư tỷ, chắc chắn là không đủ, cho nên tôi đã về thế giới Tam Thiên một chuyến. Ra đi! Diệp Bắc Minh quát nhẹ một tiếng, trực tiếp mở Côn Luân Hư Thượng Cổ.
Rất nhiều bóng hình thân quen từ trong đi ra. Tôn Thiến, Diệp Tâm. Đám người nữ hoàng Ly Tố, nữ hoàng Ly Nguyệt của Tu La. Đám người Sở Sở, Sở Vị Ương, Đế Khởi La, Trần Lê Y, lúc trước sau khi rời khỏi giới Tu La, Diệp Bắc Minh đã cho bọn họ vào Côn Luân Hư Thượng Cổ. Vẫn luôn tu võ bên trong. Sau đó Vạn Lăng Phong đưa hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần, đám người Lư Quốc Phong, Đoạn Nha, Thạch Lỗi đều đi ra khỏi Côn Luân Hư Thượng Cổ. Trong tích tắc, trên người họ vang lên tiếng lốp ba lốp bốp, một vài người thực lực yếu bị ép bỏ dưới đất. Vương Yên Nhi thộn người, cậu Diệp, cậu lại đưa nhiều người về vậy ư? Diệp Bắc Minh lên tiếng, các vị, bắt đầu từ hôm nay, mọi người đều là người của Thái Dương Tông. Thần với so với hạ giới, gấp trăm lần trọng lực, mọi người có thể ở lại trong Côn Luân Hư Thượng Cổ trước. Đợi khi có thể chịu được trọng lực của thần giới rồi ra ngoài. Đương nhiên, Diệp Bắc Minh tôi trải qua nhiều việc, có rất nhiều kẻ địch ở thần giới. Nếu mọi người sợ nguy hiểm, có thể trực tiếp nói ra, tôi có thể đưa mọi người về lại hạ giới, bảo đảm sự an toàn của mọi người. Nếu các vị muốn cùng tôi chính chiến ở thần giới, sáng lập một tông môn vạn kiếp bất diệt, Diệp Bắc Minh tôi cũng nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của mọi người. Cả Thái Dương Tông đều vang vọng giọng nói của Diệp Bắc Minh. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều rực lửa, người nào cũng vô cùng kích động. Sáng lập một tông môn vạn kiếp bất diệt ở thần giới, họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Thậm chí, rất nhiều người đến chết cũng không có tư cách vào thần giới. Hôm nay, người đàn ông trước mặt lại làm được. Đưa bọn họ hết thần giới, một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, đúng là như nằm mơ. Tôi đồng ý. Vạn Lăng Phong khẽ gầm một tiếng, tôi sống là người của Diệp Soái, chết là ma của Diệp Soái. Tiểu đội sát thần đồng ý. Hàng chục ngàn người của tiểu đội sát thần cùng trả lời, sóng ấm ngút trời. Vương Yên Nhi đỏ bừng mắt, chấn kinh nhìn tất cả. Lúc này, trong lòng cô ta chỉ có một trực giác. Thế lực sau này của Thái Dương Tông sẽ vượt qua các tông môn như Chấn Hồn Tông, Thần Cung Lục Đạo, thậm chí sánh ngang với Điện Thần Hoàng. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Các cô gái Chu Nhược Giai, Tôn Thiến, Ly Nguyệt, Mạc Đình Đình, Sở Sở, Sở Vị Ương, Đế Khởi La, Trần Lê Y trả lời theo. Nữ hoàng Ly Tố tiến lên một bước, bắt đầu từ hôm nay, tộc Tu La là chủng tộc phụ thuộc của Thái Dương Tông. Cùng sống cùng chết, cùng hưởng vinh nhục. Chín vị sư tỷ trực tiếp đứng phía sau Diệp Bắc Minh, không cần nhiều lời. Diệp Bắc Minh thét dài một tiếng, được, các vị, bắt đầu từ hôm nay cùng tôi chinh chiến cửu thiên, dẫm bầu trời. Cùng lúc đó ở bên ngoài Thái Dương Tông. Sát thủ số 17 mở to con mắt, cô ta đã canh chừng bên ngoài Thái Dương Tông 7 ngày 7 đêm. Lúc này, số 17 không dám tin nhìn cảnh trước mắt, Diệp Bắc Minh mang theo bên mình một thế giới lớn, bên trong lại có nhiều người như vậy. Không được, phải bẩm báo chuyện này lên cấp trên. Thái Dương Tông hoàn toàn khác với chúng ta tìm hiểu. Trong lúc số 10 này quay người bỏ đi, đồng thời khóe miệng Diệp Bắc Minh nhếch lên nụ cười lạnh lùng, mọi người đi thích ứng với thần giới đi. Tôi đi rồi sẽ quay về. Ở một phân đà của Thiên Sát Môn, số 17 mau chóng xông vào, quỳ một chân trước chiếc bàn ẩn trong bóng tối, thượng quan, Thái Dương Tông có thay đổi. Bóng người sau chiếc bàn mặc áo choàng đen, cất giọng băng lạnh, số 17, nếu không phải từ nhỏ cô đã được Thiên Sát Môn bồi dưỡng. Tôi thực sự nghi ngờ cô đã phản bội, lại đưa kẻ địch đến phân đà. Thấp thoáng có thể nghe ra, giọng nói là của một người đàn ông. Cái gì? Số 17 ngẩng đầu, đôi mắt dưới mũ áo choàng chấn kinh, làm sao có thể? Trên đường tôi đã thay đổi 7 thân phận, dịch dụng 13 lần. Cho dù sát vương đuổi theo phía sau tôi, cũng chắc chắn không thể tìm được đến đây. Người đàn ông áo choàng đen trầm giọng, chỉ có một khả năng, thuật truy đuổi của hắn còn khủng bố hơn cô rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn đã đến rồi. Cái gì? Số 17 bỗng quay đầu. Cảm thấy phía sau nổi lên một luồng sát ý kinh thiên. Người đàn ông áo choàng đen nhìn chằm chằm bóng tối phía trước, ra đi, cậu là người đầu tiên tìm được đến nơi này kể từ phân đà thành lập đến nay. Sau một khắc nữa, phân đà này sẽ biến mất, sau đó sẽ trở thành nấm mồ của cậu. Chỉ thấy, một thanh niên đi ra từ bóng tối. Khoảnh khắc nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cơ thể của số 17 không nhịn được run lên. Một đôi mắt không hề có cảm xúc. Giống như tử thần giáng xuống.
Diệp Bắc Minh, là anh, làm sao có thể? Số 17 kinh hãi kêu lên một tiếng. Diệp Bắc Minh đi ra từ trong bóng tối, hai câu hỏi, trả lời xong, tôi có thể phá lệ cho các người rời đi. Thứ nhất, thiên sát môn là thế lực thế nào? Thứ hai, là ai phát thiên sát lệnh giết tôi? Thiên sát lệnh. Người đàn ông áo choàng đen ngẩn người, sau đó cười, cậu nghĩ nhiều rồi, với thân phận của cậu vốn không đủ tư cách để chúng tôi sử dụng thiên sát lệnh. Vậy đây là cái gì? Diệp Bắc Minh dậm chân, một đóa hoa lên nổi lên dưới chân anh. Việc này, làm sao có thể? Đồng tử của người đàn ông áo choàng đen co lại, hít khí lạnh, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao trên người cậu có thiên sát lệnh? Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng lắc đầu, các người truy giết tôi, còn hỏi tôi là ai? Bốp! Người đàn ông áo choàng đen bỗng đập bàn, bắt lấy. Xoạt, xoạt, xoạt. Lập tức mười mấy bóng hình xông ra từ bóng tối, sát khí khủng bố bỗng ập đến. Diệp Bắc Minh giơ tay lên nắm lại, kiếm càn khôn chấn ngục lóe lên rồi vụt tắt trong bóng tối. Phụt, phụt, phụt. Mười mấy làn xương máu nổ ra. Sắc mặt người đàn ông áo choàng đen thay đổi, cậu lại có thể giết được 11 sát thủ cảnh giới thần tôn ẩn trong bóng tối trong phút chốc. Rốt cuộc cậu là ai? Đây không phải câu trả lời mà tôi muốn. Diệp Bắc Minh lắc đầu, vô cùng bá đạo tiến lên. Số 17, Phân Đà sắp bị diệt, chúng ta cùng sống cùng chết với Phân Đà, người đàn ông áo choàng đen khẽ quát một tiếng. Rõ, đà chủ. Số 17 nhả ra một câu, không hề do dự tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cau mày, tát một cái qua. Phụt. Trong lúc số 17 phun ra một ngụm máu tươi bay đi, đồng thời người đàn ông áo choàng đen quay người bỏ chạy. Không hề có ý muốn cùng chung sống chết với Phân Đà. Muốn chạy hả, có thể không? Diệp Bắc Minh cười, đuổi theo. Người đàn ông áo choàng đen thấy vậy, quay người tấn Kundra một trường, một làn xương độc màu đen lập tức tràn ngập cả căn hầm tối tăm. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, thứ này là kịch độc, điện thần hoàng đến cũng chết chắc. Thiên sát môn, mày thực sự nghĩ dễ đối phó thế sao? Kịch độc. Liền sau đó, trong xương độc vang lên một giọng nói nhàn nhạt. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh chậm rãi đi ra, thậm chí còn thở dài một hơi trước người đàn ông áo choàng đen. Tất cả xương độc lại bị anh hút vào miệng toàn bộ. Mày! Đồng tử của người đàn ông áo choàng đen co lại, rốt cuộc mày là người hay ma? Diệp Bắc Minh lắc đầu, chẳng lẽ tôi vạn loại độc không xâm nhập được cũng phải nói với ông hả? Vừa dứt lời, người đàn ông áo choàng đen chỉ cảm thấy hoa mắt. Bụng đau dữ dội, bò dạp dưới đất như con chó chết. Một cái chân giáng xuống dậm lên đầu của hắn, trả lời câu hỏi của tôi. Đừng giết tôi. Người đàn ông áo choàng đen vô cùng sợ hãi, tôi nói cho cậu tất cả, thiên sát môn. À, đừng. Người đàn ông áo choàng đen ôm đầu, sợ hãi kêu thảm một tiếng. Phập. Một tiếng vang lớn, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại, người đàn ông áo choàng đen hóa thành xương máu. Diệp Bắc Minh cau mày, sâu trong thần hồn đã bị người ta hạ cấm chế. Anh quay người đến trước một bức tường, lạnh lùng cúi nhìn số 17 nằm dưới đất. Lúc này, số 17 thoi thóp thở, dưới áo choàng lộ ra một khuôn mặt vừa trắng bệch vừa thanh tú thường xuyên không nhìn thấy ánh mặt trời. Cấp trên của cô chết rồi, bây giờ cô là manh mối duy nhất để tôi tìm hiểu thiên sát môn. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, giống như vang lên từ sâu trong địa ngục. Nói với tôi tất cả những gì cô biết, tôi có thể tha cho cô một mạng. Trong ánh mắt của số 17 đầy vẻ lạnh băng, tôi không cần anh tha cho tôi, Phân Đà đã bị diệt. Tất cả mọi người chúng tôi cùng sống cùng chết với Phân Đà, đây là tín ngưỡng của thiên sát môn. Vậy sao? Diệp Bắc Minh cười chế nhạo, cấp trên của cô vừa nãy muốn bán đứng cô, tự bỏ chạy một mình. Tín ngưỡng của các cô rẻ mà thế sao? Anh! Sắc mặt của số 17 hơi dao động, thượng quan là vì bảo vệ bí mật của thiên sát môn. Diệp Bắc Minh lộ ra vẻ mặt rất hiểu, vậy sao? Hắn vì muốn sống, hình như đã chuẩn bị bán đứng cả thiên sát môn. Chỉ tiếc là, có người đã cấy cấm chế trong thần hồn của hắn. Hừ! Số 17 hừ lạnh lùng một tiếng, trên khuôn mặt nhuốm máu mang theo vẻ kiên cường, bất kể nói thế nào, lòng tàn sát của tôi cũng sẽ không dao động. Cô ta còn bổ sung một câu, tôi không sợ chết. Diệp Bắc Minh nở nụ cười vô hại, cô là sát thủ, chẳng lẽ không biết có thứ còn đáng sợ hơn cái chết sao?
Không biết tại sao, số 17 bất giác run lên. Trong ánh mắt kinh sợ của cô ta, Diệp Bắc Minh lấy ra 13 cây kim châm. Tùy ý cắm vào trong cơ thể của cô ta. A! À, một giây ngắn ngủi, số 17 phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Cơ thể giống như bị người ta xé rách, hàng triệu con kiến cùng cắn xé máu thịt của cô ta. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn thêm cô ta một cái, mặc kệ cô ta kêu la, quay người định bỏ đi. 1, 2, 3. Cầu xin anh, giết tôi đi. Số 17 lên tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi. Thậm chí bỏ đến dưới chân Diệp Bắc Minh, điên cuồng dập đầu cầu xin. Diệp Bắc Minh cười, năm ngón tay nắm trên không trung. 13 kim châm rời khỏi cơ thể của số 17, lơ lửng trong hư không. Cô rất giỏi, đã kiên trì được 3 giây mới cầu xin. Trước đây những người chịu quỷ môn thập tam châm, ngay cả một giây cũng không chịu được. Toàn thân số 17 ướt đẫm mồ hôi, ngẩng đầu kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, anh. Rốt cuộc anh là người hay ma? Diệp Bắc Minh trực tiếp bỏ qua câu hỏi này, năm ngón tay khẽ đè xuống. 13 cây kim châm ập đến. Số 17 phát ra một tiếng thét, đừng. Tuyến phòng ngự tâm lý hoàn toàn suy sụp. Diệp Bắc Minh biết lúc này đã khá đủ rồi, trả lời tôi, thiên sát môn là thế lực thế nào? Thiên sát môn nói ra, thiên sát môn là một tổ chức sát thủ cực kỳ khủng bố, được gọi là ngoài trời đất thì đều có thể giết tất cả, chúng tôi có tổng cộng 108 phân đà, mà phân đà của chúng tôi vừa hay là phân đà thứ 108. Phân đà nào càng đứng trước, thì thực lực càng khủng bố. Chỉ có phân đà đứng top 10 mới có thể tiếp cận lãnh đạo cấp cao của thiên sát môn, tôi chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ, những việc khác cũng không biết. Diệp Bắc Minh cau mày, tiếp tục hỏi, thiên sát lệnh là thế nào? Số 17 không suy nghĩ trả lời, trước khi thiên sát môn muốn giết một người, phân đà đều sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Cấp thấp nhất là nhân sát lệnh. Trên nữa là địa sát lệnh. Thiên sát lệnh là cấp cao nhất, chỉ có phân đà trong top 10 mới có thể phát ra thiên sát lệnh. Diệp Bắc Minh hiểu ra, cho nên, thiên sát lệnh trên người tôi là do phân đà top 10 hạ xuống. Đúng thế. Số 17 gật đầu. Diệp Bắc Minh nheo mắt, tôi phải làm thế nào mới tìm được phân đà top 10? Không cần tìm, vì họ sẽ đến tìm anh. Toàn thân số 17 run lên, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, anh giết tôi đi, tôi đã nói ra bí mật của thiên sát môn. Họ không thể nào tha cho tôi, cầu xin anh cho tôi chết một cách thoải mái. Diệp Bắc Minh cười. Tâm trạng số 17 gần như suy sụp, phát ra tiếng gào thét điên cuồng, anh đã hứa cho tôi chết thoải mái. Đồ lừa đảo. Liền sau đó, giọng lạnh lùng vang lên, chẳng lẽ cô không muốn sống? Sống. Số 17 ngẩn người tại chỗ. Từ nhỏ cô ta đã tranh cướp đồ ăn với một đám ăn xin, trốn trong cống tối tăm mới có thể sinh tồn. Sau đó có một ngày một người đàn ông xuất hiện, nói với cô ta, chỉ cần giết kẻ ăn xin ức hiếp cô ta thì có thể cho cô ta no bụng. Buổi tối hôm đó, số 17 đã giết toàn bộ đám ăn xin toàn thành. Cũng bắt đầu từ hôm đó, cô ta chính thức gia nhập thiên sát môn. Tôi muốn sống. Số 17 gật đầu mạnh. Diệp Bắc Minh lên tiếng, gia nhập thiên hạ đệ nhất sát tông, truyền thụ tất cả năng lực của cô cho tiểu đội sát thần. Tôi bảo đảm cô sẽ không còn là một sát thủ nhỏ bé, đời này có thể trở thành sát thần hô mưa gọi gió của cả thần giới. Lúc này, khí thế trên người Diệp Bắc Minh cuồn cuộn. Giống như một đế vương quân lâm thiên hạ. Số 17 cảm nhận khí thế này, cơ thể không ngừng run lên, được. Tôi đồng ý, bắt đầu từ bây giờ tôi là người của anh. Phập, phập, phập. Cô ta dập đầu 3 cái. Diệp Bắc Minh hài lòng ngật đầu, cô tên là gì? Cũng không thể sau này tôi cũng gọi cô là số 17 cứ. Tên. Số 17 ngẩn người tại chỗ, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, cô ta ngây ngốc lắc đầu, từ nhỏ tôi đã không có tên. Tôi là trẻ mồ côi lớn lên trong ổ ăn xin. Bắt đầu từ lúc tôi nhớ chuyện, trên người chỉ có thứ này. Nói xong, một cổ tay trắng như tuyết thò ra dưới áo choàng. Năm ngón tay cầm một miếng ngọc cổ màu đen. Bên trên khắc phù văn cổ xưa, Diệp Bắc Minh nhận lấy xem một cái. Ngọc cổ màu đen ngoại chút băng lạnh, cũng không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Phù văn này là... Diệp Bắc Minh kích động trong lòng, sao thế, tiểu tháp, ông biết nó ư?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, đây là văn tự của thế giới bản nguyên, nếu dịch phù văn đó thành chữ mà cậu biết. Có lẽ là chữ tiêu. Tiêu. Diệp Bắc Minh buột miệng nói ra. Số 17 lập tức vui mừng, chủ nhân, anh biết chữ này. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đây là chữ tiêu, tôi nghĩ có lẽ liên quan đến thân thế của cô. Thật không, số 17 kích động. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng, tràn đầy sát ý vô tận, bỗng long lanh nước mắt, chủ nhân, xin anh nói với tôi lai lịch của miếng ngọc cổ này được không? Phập, 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 dập đầu đến chảy máu. Diệp Bắc Minh giơ tay ngăn cô ta, tôi cũng không biết lai lịch của nó, nhưng chữ tiêu này có lẽ đến từ thế giới bản nguyên. Thân thế của cô, có lẽ liên quan đến thế giới đó. Sau này tôi có thể giúp cô để ý, nếu có tin tức về việc này sẽ lập tức báo cho cô, có lẽ có thể tìm được bố mẹ của cô. Bố mẹ, cơ thể của số 17 run lên, sống mũi cay cay. Nước mắt bất giác trào ra. Cô ta còn nghĩ cả đời mình sẽ như này, mãi mãi là sát thủ không có tình cảm. Không ngờ mình còn có thể tìm được bố mẹ. Lúc này, số 17 hoàn toàn thả lỏng. Vừa nãy thần phục là vì bị Diệp Bắc Minh bắt ép, lần này hoàn toàn công nhận Diệp Bắc Minh từ tận đáy lòng. So với Thiên Sát Môn, Diệp Bắc Minh ấm áp như vầng mặt trời. Cô ta không ngừng lẩm bẩm, cảm ơn chủ nhân. Số 17 mãi mãi trung thành với chủ nhân. Diệp Bắc Minh lắc đầu, đừng gọi mình là số 17 nữa, miếng ngọc cổ này có chữ tiêu. Rất có thể đó là họ của cô đặt một cái tên cho mình đi. Tên, tôi có thể có tên sao? Số 17 không dám tin, một sát thủ lại có thể có tên của mình, tiêu. Tiêu, chủ nhân, tôi tên Tiêu Tiểu được không? Được, Tiêu Tiêu. Một canh giờ sau, một phần đà trong top 10 của Thiên Sát Môn. Từng người mặc áo choàng đen liên tiếp đi vào, bao vây trước một chiếc bàn tròn khổng lồ. Đến nửa canh giờ sau, xung quanh chiếc bàn tròn đã có hơn 100 người. Có chuyện gì mà lại triệu tập chúng ta cùng đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy đà chủ phân đà của chúng ta bỗng tập hợp, chẳng lẽ tông môn có biến cố quan trọng? Mọi người không nhịn được hỏi. Cuối cùng, một người áo choàng đen trong đó lên tiếng, thông tin mới nhất. Phân đà số 108 đã bị tiêu diệt. Làm sao có thể? Đồng tử của đà chủ của 106 phân đà còn lại đều co lại, kẻ nào mà to gan dám đối đầu với Thiên Sát Môn? Đã rất lâu chúng ta không lộ diện trước mặt người đời, bọn họ đã quên uy nghiêm của chúng ta rồi sao? Tiêu diệt một phân đà của chúng ta, chẳng lẽ họ không sợ bị Chu Di cửu tộc sao? Rốt cuộc là thế lực nào làm? Hiện tại xem ra, có lẽ là một người. Người mặc áo choàng đen lên tiếng. Một người. 106 người còn lại ngẩn người, sau đó hít khí lạnh, suýt. Làm sao có thể? Kêu lên một tiếng kinh hãi. Chẳng lẽ có tổ cảnh ra tay? Nếu không phải tổ cảnh ra tay, vốn không thể nào một người lại tiêu diệt được một phân đà. Cho dù phân đà số 108 là phân đà yêu nhất trong tất cả phân đà. Cho dù một mình cảnh giới thần hoàng giết vào phân đà. Cũng có một hai người có thể chạy thoát chứ. Thông tin hiện giờ lại là toàn bộ bị tiêu diệt. Quá quỷ dị rồi. Rốt cuộc là người nào làm? Kẻ dẫn đầu lắc đầu, không biết, nhưng phát hiện được khí tức của Thiên Sát Lệnh ở hiện trường, cũng có nghĩa là. Kẻ này, đã mang Thiên Sát Lệnh của chúng ta. Mà một năm lại đây, chúng ta chưa từng phát ra Thiên Sát Lệnh nào, một Thiên Sát Lệnh duy nhất chính là dư nghiệt của Hoa tộc Thượng Cổ. Mà Thiên Sát Lệnh này, cơ duyên trùng hợp đã khóa chặt kẻ này. Dư nghiệt của Hoa tộc Thượng Cổ. Mấy chữ này vừa được nói ra, hội trường vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh như cái chết. Không biết qua bao lâu, một người áo choàng đen trong đó hít khí lạnh, một dư nghiệt của Hoa tộc Thượng Cổ tổ cảnh. Trời ơi! Biết tính nghiêm trọng của sự việc rồi chứ? Đôi mắt dưới vành mũ của người mặc áo choàng đen dẫn đầu cực kỳ âm lạnh, mấy vị đại nhân đó đã hạ lệnh, không tiếc mọi giá tìm ra kẻ này. Nếu không tìm được kẻ này, thì 107 người chúng ta xách đầu đến. Rời khỏi phân đà Thiên Sát Môn, Diệp Bắc Minh định ra Tiêu Tiêu về Thái Dương Tông. Bỗng nhiên, Tiêu Tiêu lấy ra một chiếc áo choàng đen trùm toàn thân, ẩn trong chiếc áo choàng. Diệp Bắc Minh cau mày, cô làm gì vậy? Tiêu Tiêu trả lời, chủ nhân, tôi là sát thủ thì chẳng phải cần ẩn giấu mọi lúc mọi nơi sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Ai nói với cô sát thủ phải ẩn nấp?
là một sát thủ chân chính, phải làm được đến mức cho dù bị người ta phát hiện cũng không nghĩ cô là sát thủ. Cô ngày nào cũng mặc áo choàng đen, chẳng phải là nói với người khác cô có vấn đề sao? Tiêu Tiêu ngẩn người, cô ta lại không nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cô ta rất nghe lời, cởi bỏ chiếc áo choàng đen. Để cho làn da trắng tuyết lộ ra dưới ánh mặt trời. Diệp Bắc Minh mới nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Tiêu, khoảng 16-17 tuổi. Thường xuyên không thấy ánh mắt trời khiến làn da của cô ta trắng nõn vô cùng, có thể nhìn thấy cả huyết quản nhỏ. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, như này tốt hơn nhiều, sau này đi theo bên cạnh tôi thì không cần trốn. Rõ. Tiêu Tiêu gật đầu. Hai người vừa về đến Thái Dương Tông, lập tức nhìn thấy từng luồng khí tức sâu trong tông môn bay vút lên trời. Còn bên ngoài Thái Dương Tông, người của các tông môn đứng nhìn từ xa. Diệp Bắc Minh trực tiếp vào sâu trong tông môn, phát hiện rất nhiều người đang đột phá. Vạn Lăng Phong tiến đến đầu tiên, Diệp Soái, cậu về rồi. Trong lòng ông ta, Diệp Bắc Minh mãi mãi là Diệp Soái của Long Quốc. Diệp Bắc Minh thắc mắc, thế này là sao? Mọi người đều đang đột phá ư? Vạn Lăng Phong gật đầu, đúng thế, thành viên tiểu đội sát thần tốt đầu tiên đã quen với trọng lực của thần giới. Sau khi họ rời hỏi Côn Luân Hư Thượng Cổ, thì có người đã đột phá cảnh giới ngay. Diệp Bắc Minh liền hiểu ra tất cả. Sau khi mọi người tiến vào thần giới, pháp tắc càng hoàn thiện, càng thêm thoải mái. Cảnh giới vốn đang bị kẹt rất dễ được đột phá. Diệp Soái, còn có một chuyện. Ấp a ấp úng cái gì? Nói đi. Vạn Lăng Phong nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Soái, một vài thành viên tiểu đội sát thần sau khi đột phá cần tài nguyên tu luyện với có thể tiếp tục tăng cấp. Nếu không sợ rằng cảnh giới của họ sẽ đứng im tại chỗ. Diệp Bắc Minh cười, đơn giản. Lật cổ tay, lấy ra hơn chục ngàn viên đan dược từ trong tháp càn khôn chấn ngục. Vạn Lăng Phong cau mày, việc này. Sao thế? Diệp Bắc Minh nhìn anh không cái. Vạn Lăng Phong cười khổ lắc đầu, Diệp Soái, sợ rằng số đan dược này không đủ. Không đủ. Đúng thế, tiểu đội sát thần có hơn 30.000 người, phân chia 10.000 viên đan dược này xuống có thể giải quyết việc gấp trước mắt. Vạn Lăng Phong giống như đứa trẻ sơ sinh chờ được ti sữa, nhưng về lâu về dài, là vẫn không đủ. Càng đừng nói còn có cả các sư tỷ, hồng nhan chi kỷ của Diệp Soái và cả người của tộc Tu La. Nếu Diệp Soái muốn Thái Dương Tông tiếp tục phát triển, chúng ta không những cần có thế lực của mình, càng phải có tài nguyên tu luyện. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lát. Xem ra làm chủ của một tông, không đơn giản như anh tưởng tượng. Tôi sẽ nghĩ cách chuyện tài nguyên tu luyện, cô ta tên là Tiêu Tiêu, bắt đầu từ hôm nay, cô ta cùng ông phụ trách chuyện của tiểu đội sát thần. Cô ta! Vạn Lăng Phong cau mày, lướt nhìn Tiêu Tiêu một cái. Diệp Bắc Minh nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vạn Lăng Phong, Lăng Phong, ông không phục ư. Vạn Lăng Phong gật đầu khẳng định, Diệp Soái, một mình tôi phụ trách các việc lớn nhỏ của tiểu đội sát thần đã 5 năm. Từ quy mô 100 người đào tạo đến hơn 30.000 người, không cần ai phụ trách cùng tôi. Tiểu Tiêu tỏ vẻ lạnh lùng, sát thủ cần giỏi không cần nhiều, tôi chỉ cần 100 người thì có thể phát huy ra hiệu quả của 30.000 người. Trong đôi mắt Vạn Lăng Phong lóe lên tia tức giận. Cô còn trẻ tuổi, mà khẩu khí không nhỏ đấy. Tôi đi đường còn nhiều hơn cô đi cầu, cô cũng không sợ gió to cắt lưỡi à? Tiểu Tiểu lắc đầu, ông đã không tin tôi cũng không muốn phụ trách tiểu đội sát thần với ông. Ông cho tôi 100 người, tôi tự huấn luyện. Một năm sau, chúng ta thử thi đấu một lần là biết. So thì so, tôi sợ cô chắc. Vạn Lăng Phong khí thế hừng hực, tiến lên một bước. Được rồi. Diệp Bắc Minh ngăn cản hai người tiếp tục tranh luận, hai người muốn so đấu, tự nghiên cứu tiếp. Gọi các sư tỷ của tôi đến đây. Vâng. Vạn Lăng Phong và Tiêu Tiêu đều không thuận mắt nhau cùng lui xuống. Trong phòng nghị sự của Thái Dương Tông, Diệp Bắc Minh ngồi trên vị trí tông chủ, nói một lượt vấn đề mà Vạn Lăng Phong báo cáo. Thiên Nhận Băng nhìn Diệp Bắc Minh, trong nhẫn chữ vật của các sư tỷ muội chúng ta còn tài nguyên, nhưng không kéo dài được mấy ngày. Chu Lạc Ly cau mày, nếu không mau giải quyết vấn đề tài nguyên, thì rất khó lâu dài. Ly Tố lên tiếng, tộc Tu La còn có chút tài nguyên, nhưng sau khi vào thần giới, tốc độ đột phá của mọi người rất nhanh. Xét từ tốc độ đột phá của mọi người, cùng lắm còn có thể trụ được 10 ngày. Vương Yên Nhi đứng ra, tôi có thể đến nhà họ Vương điều động một lô tài nguyên đến,
nhưng nhiều nhất có thể để các anh trụ được 10 ngày. Đột nhiên, trong góc vang lên một giọng nói, tiếp tục như vậy, Thái Dương Tông không trụ nổi bao lâu. Mọi người cau mày, nhìn về phía trong góc. Tôn Thiến ngồi ở đó, ánh mắt nhìn mọi người hơi căng thẳng. Cuối cùng, cô ta lấy dũng khí, Bắc Minh, tôi không hiểu quản lý tông môn, nhưng tôi biết quản lý công ty ở xã hội hiện đại thế nào. Một công ty chỉ có người, mà không sản xuất chắc chắn sẽ bị thị trường đào thải. Thần giới còn tàn khốc hơn xã hội hiện đại, tôi biết mọi người đều muốn tốt cho Thái Dương Tông, chắc chắn có thể lấy ra hết tài nguyên trong khả năng của mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.